hồng ân chư Phật chúc phần bao ân. Nam mô Lăng Nghiêm hồi thương Phật Bồ Tát, cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh đời năm trước con xin vào trước một chúng sanh quá Phật chưa thành, con nguyện công chứng toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay chúng ta có đủ duyên lành để tiếp tục học bản kinh Lăng Nghiêm tại chùa Long Hương. Thì kỳ vừa rồi chúng ta đã học qua được năm trược và cái kết thành cái tâm tu tập. Hôm nay chúng ta sẽ qua cái đoạn thứ ba, tức là xét rõ cội gốc của phiền não và xét cội chỗ điên đảo của căn trần. Chúng tôi sẽ đọc chánh văn trước, sau đó chúng tôi sẽ giải thích sau. Nghĩa thứ hai, các ông hẳn muốn phát tâm Bồ Đề, đối với Bồ Tát Thừa, sinh tâm đại võng mạnh. Quyết định rời bỏ tướng hữu vi thì nên xét rõ cội gốc của phiền não, những cái vô minh phát nghiệp và nhuận sinh tử. Vô thủy đến nay là ai làm, ai chịu? A Nan, ông tu đạo Bồ Đề, nếu không truy xét cội gốc của phiền não thì không thể biết những căn trần giả dối điên đảo ở chỗ nào. Chỗ còn không biết, làm sao hàng phục để chứng được quả vị Như Lai? A Nan, ông xem người mở gút trong thế gian, nếu không thấy chỗ thắt gút thì làm sao biết chỗ mở? Nhưng chẳng nghe hư không bị ông phá vỡ bao giờ. Vì sao? Vì hư không không hình tướng nên không có thắt và mở. Như hiện nay sáu thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm mai mối cho giặc, cướp hết gia bảo của ông. Do vậy từ vô thủy thế giới chúng sinh sinh ra ràng buộc, không thể vượt khỏi sự vật của thế gian.
Phần hai là phát minh chúng sinh và thế giới bị ràng buộc hay bị vượt khỏi. Tiết A, phát minh phương vị của thế giới. A Nan, thế nào gọi là chúng sinh và thế giới? Thế giới là dời đổi, giới là phương hướng, thế là dời đổi, giới là phương hướng. Nay ông nên biết những phương đông, tây, nam, bắc. Đông nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới. Quá khứ, vị lai, hiện tại là thế. Phương vị có 10, số lưu chuyển của thời gian có 3. Tất cả chúng sinh đang dệt cái giả dối mà thành như vậy. Sự dời đổi trong thân, thế và giới gắn bó với nhau. Nhưng cái tính của giới đó thiết lập tuy có 10 phương, song chỗ nhất định có thể chỉ rõ. Vì thế gian nhận phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phía trên, phía dưới thì không có vị trí rõ ràng. Ở giữa cũng không có chỗ nhất định. Số 4 đã rõ, nhân với số thế thì 3 lần 4, 4 lần xoay vần là số 12. Nhân luôn 3 lớp, một chục thành trăm thành ngàn, thì tổng quát trước sau trong 6 căn mỗi mỗi có thể đến 1.200 công đức công năng. Kỳ rồi chúng ta đã nói bàn qua về ngũ trược, và chính Đức Phật đã xác định rằng nếu mà muốn tu giải thoát thì chúng ta sẽ chọn ra hai nhân, một là cái nhân sinh tử, hay là nhân niết bàn. Thì xét rõ cái nhân niết bàn để chúng ta khởi nhân tu tập. Và đến đoạn này thì Đức Phật dạy chúng ta là phải xét rõ cội gốc của sinh tử. Vì nếu chúng ta không biết cái chỗ vướng mắc của mình, chỗ trói cột của mình, thì mình sẽ không có cách để tháo gỡ. Và có tháo gỡ đi nữa cũng là một sự tháo gỡ sai lầm mà thôi. Do vậy Đức Phật đến cái phần này, Đức Phật chỉ rõ cái cội gốc sinh tử của chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp, tức là cội gốc sinh tử của tất cả chúng ta, để chúng ta nhận ra rằng mình đang sinh tử này là từ đâu. Và muốn hết sinh tử này thì từ cái chỗ có trói cột đó mà mình tháo gỡ thì nó sẽ được thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì như vậy là ở đây Đức Phật nói một người tu theo đạo Phật mà không thấu rõ được cái cội gốc của sinh tử thì chúng ta không cách nào có thể tu chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví dụ như giờ mình nói mình đang bị trói, nhưng mà không biết ai trói mình và trói như thế nào, và người nào là người trói, thì mình sẽ không biết cái chỗ gỡ. Cho nên phải tìm cho ra cái rút mà bị trói mình, thì chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta có thể tháo gỡ được. Ở đây Đức Phật bắt đầu nói tới cái chúng sanh và thế giới ràng buộc hay vượt khỏi. Thì trước hết là Đức Phật nói lại cái sự ràng buộc của tất cả chúng sanh. Đức Phật ví dụ ở đây cho chúng ta thấy là hư không á, thì không có trói buộc và cũng không có tháo gỡ, bởi vì hư không không có hình tướng rồi. Bây giờ Đức Phật mới nói tới cái chúng sinh và thế giới. Cái Đức Phật giải thích chữ thế tức là đổi, giới tức là dời, phương hướng. Thì về thế giới Đức Phật nói là có hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng phương và hạ phương. Thì như vậy là nói tới thế giới là chúng ta liền có một cái cảm nhận là có đủ 10 phương, 10 phương thế giới. Cho nên thường thường ví dụ như chúng ta có những cái lễ hoặc là có cái phát nguyện gì đó, thì chúng ta cái gì khi chúng ta lễ là nhất tâm đảnh lễ 10 phương ba đời tất cả chư Phật. Thì vậy là phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng phương và hạ phương. Thì vậy là có đủ 10 phương. Thường thường với chúng ta, cái kiến thức bình thường chúng ta thấy có 4 phương thôi, không? Đông nam, tây bắc thôi. Nhưng mà có đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc và thượng phương, hạ phương nữa mới thành 10. Thì vậy gọi là thế giới. Và cái số lưu chuyển của thời gian thì có 3 thời, có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Vì vậy là khi mà nơi tâm thức con người ta có hình thành cái khoảng không gian phương hướng đó, và có thời gian quá khứ hiện tại vị lai, thì khi đó chúng ta là người gì? Đã lún sâu vào sinh tử, tức là đó là cái rút để cột trói tất cả chúng sanh lại. Và đó cũng là cái khởi nhân sinh tử của mình. Ví dụ như bây giờ ngồi tại đây á, thì chúng ta có thể đặt cái la bàn trên cái chỗ chúng ta đang ngồi, không? Thì chúng ta định vị, có nghĩa là chúng ta định cái hướng. Ví dụ như hướng trước trước mặt chùa của mình là hướng bắc, thì hướng sau lưng là hướng nam,
Nếu mà chúng ta quay mặt về hướng Bắc thì bên tay phải mình sẽ là hướng Đông, và bên tay trái mình sẽ là... Như vậy là ở khoảng giữa của hướng Bắc và hướng Đông thì gọi là Đông Bắc, giữa của hướng Đông và hướng Nam thì gọi là Đông Nam, giữa hướng Nam với hướng Tây thì gọi là Tây Nam, giữa hướng Tây và hướng Bắc thì gọi là Tây. Và như vậy là chúng ta có 8 hướng: thượng phương tức là phương trên, hạ phương tức là phương dưới. Vậy là tính ra là chúng ta có 10 phương để chúng ta định vị như vậy. Rồi á, là trong sách của địa lý thì trong mỗi cái phương nó chia làm 3 nữa. Ví dụ như là phương Đông thì nó chia làm 3, thì là 8 mặt của nó là nó thành 24 phương hướng để người ta có thể chọn ra, người ta cất nhà cất cửa theo cái kiểu của địa lý. Nhưng ở đây Đức Phật muốn nói tới chúng ta 10 phương thôi. Nhưng có điều là bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn lại nha. Nếu như chúng ta ở cái vị trí của mình ở đây, mình đặt la bàn là có Đông Nam Tây Bắc, thì cái khái niệm của mình hướng Đông là hướng mặt trời mọc, hướng Tây là hướng mặt trời lặn liền. Chúng ta vừa nghe nói tới phương hướng là chúng ta sẽ thấy được cái điều này. Thì như vậy là theo cái định vị của thế gian thì nó sẽ có những điều đó. Nhưng Đức Phật ở đây có một cái câu hỏi được đặt ra. Bây giờ nếu mà nói cái cõi hư không này á, chúng ta tưởng tượng như cái nhà này là một cõi hư không rộng lớn, thì như vậy là cái quả địa cầu chúng ta như một cái banh tròn treo giữa hư không như thế này. Lúc đó chúng ta định được cái hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc của cái quả địa cầu này so với hư không này không? Theo cái nhìn ngắn ngủi của mình, nhìn theo la bàn thì mình có hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc của cái vị trí mình đang ở trong cái cõi này nha. Bây giờ chúng ta mở rộng cái hư không ra thì quả địa cầu chúng ta giống như một cái banh tròn đang treo lơ lửng của một cái không gian mênh mông như thế này. Thì vậy chúng ta định vị Đông Tây Nam Bắc được không? Không được, tức là nó vượt ngoài cái khái niệm Đông Tây Nam Bắc của chính mình. Đây, ví dụ như chúng ta còn đứng quả địa cầu này, thì khi mà quả địa cầu chúng ta quay á, quay một cái nửa cái khoảng quả địa cầu chúng ta nằm ở phía phức mặt trời thì chúng ta cho là tối. Và bắt đầu cái nửa quả địa cầu chúng ta dần dần tới chỗ có mặt trời thì chúng ta cho nó là sáng. Bắt đầu sáng thì chúng ta bắt đầu thấy mặt trời. Thì từ cái vị trí của mình ở nửa cái khoảng quả địa cầu chuẩn bị sáng đó thì mình cho là ban ngày, là sáng, thì cái hướng mặt trời trở thành hướng Đông của chính mình. Không? Thì vậy là quả địa cầu chúng ta quay dần dần cho tới chuẩn bị hết một ngày, tức là chuẩn bị khuất mặt trời rồi. Thì chúng ta cho ra cái hướng mặt trời ở chỗ đó là hướng Tây. Nhưng mà thực sự đó là cái quay của nửa quả địa cầu chúng ta đi tới cái chỗ gần khuất mặt trời, để chúng ta tới cái khoảng mười mấy tiếng đồng hồ là chúng ta ở cái phía không có mặt trời. Ví dụ như mặt trời nằm đây thì cái khoảng này là khoảng sáng và khoảng phía sau này là khoảng tối. Như vậy là chúng ta sẽ định cái khoảng tối và khoảng sáng là hướng Đông hướng Tây, chứ thực sự mặt trời không phải mọc lên và mặt trời cũng không phải lặn xuống. Nhưng mà theo dân gian chúng ta từ xưa giờ chúng ta hiểu là buổi sáng mặt trời mọc, buổi chiều mặt trời lặn. Nhưng mà có mọc có lặn không? Không có. Chúng ta hiểu khoa học thì chúng ta sẽ thấy ra được điều này. Và mặt trời có phải là cố định ở một chỗ hay mặt trời dịch chuyển? Mặt trời và quả đất cái này dịch chuyển. Chúng ta nói khoa học, mình biết chút một kiến thức cơ bản này. Quả đất chúng ta luôn quay dịch chuyển quanh mặt trời, chứ mặt trời thì ít dịch chuyển. Dùng từ ít dịch chuyển chứ không phải là nó cố định chỗ nha. Nhưng mà vận tốc của quả đất chúng ta quay nhanh quá. Quay nhanh quá tới 360 ngày là giáp một năm đó. Một cái chu kỳ quay của quả địa cầu của chúng ta 365 ngày. Thì như vậy là nếu mà đứng cái vị trí của mặt đất của quả địa cầu của mình, bây giờ mình đứng vị trí rộng của quả địa cầu chứ không đứng vị trí của mặt đất mình hiện tại, thì bây giờ chúng ta có thể định vị là phương nào là phương trên, phương nào phương dưới, phương nào phương trong, phương ngoài là phương ngoài không? Không được nữa, tới lúc đó là chúng ta hết định vị được rồi. Tại vì bây giờ khi chúng ta ra giữa hư không này, thì vậy là chúng ta đang ở một cái hư không mênh mông, ở trên cũng như ở dưới, hướng Đông cũng như hướng Tây, hướng Nam cũng như hướng Bắc là không cố định với chính mình. Chúng ta hiểu và thông cảm điều này không? Chúng ta sẽ không còn phương hướng nữa, mặc dù ngồi tại đây thì theo cái từ trường lực của quả địa cầu, người ta chế cái la bàn
Thì để thấy rằng cái từ trường của cái riêng cái quả địa cầu chúng ta thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì tới không gian bên ngoài hết. Vì chúng ta vẫn còn ở trong cái vòng khí quyển của quả đất, thì những cái từ trường lực nó đi theo cái vòng đó. Thì vậy là cái từ trường từ Bắc đi vào Nam, từ Bắc đi thẳng tới Nam. Cho nên cái sự cái hấp lực, cái sự dao động của cái la bàn khi đặt xuống á, thì tất cả la bàn nó đều chỉ về cái hướng Bắc, tức là chỉ theo cái chiều từ trường lực đó, nó chỉ thẳng về hướng Bắc mà thôi. Như vậy là từ cái từ trường của quả địa cầu của chúng ta nó đi như vậy, và đặt cái la bàn xuống nó định vị Nam Bắc theo cái từ trường lực trong cái nhỏ nhiệm của quả địa cầu của mình. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Tại vì giữa hư không mênh mông này á, thì quả địa cầu chúng ta chưa bằng một cái hạt cát nhỏ của cái sa mạc nữa. Chưa bằng, quả địa cầu chúng ta rất là nhỏ nhiệm so với hư không này. Và như vậy là định hướng trên và hướng dưới, hướng đông và hướng tây, hướng nam, hướng bắc, nó là một cái khái niệm của những người mà tâm thức còn vướng kẹt ở trong cõi giới của mình, tức là trong cái cõi giới ta bà, trong cõi người của chúng ta thôi. Nhưng mà khi Phật và Bồ Tát nhìn cái là không có cái cõi, không có cái hướng. Tại vì cái thấy của các vị đã thoát ra ngoài cái dòng tâm thức của loài người. Và khi nào mà chúng ta có một cái lần tu tập thực sự mà chúng ta thoát thân tâm này một lần á, lần đó chúng ta sẽ nhìn ngắm cái quả địa cầu này nó treo lơ lửng giống như một cái hòn hòn sỏi nhỏ, một trái chanh nhỏ nó lơ lửng giữa hư không này. Và lúc đó chúng ta liền có cái cảm nhận là mình rõ ràng từ xưa giờ mình quá ngu muội, mình cho cái thân cái tâm này nó là tối quan trọng, nó là lớn này nọ nơi kia, để mình thấy mình bước từng bước chân trên cõi địa cầu mênh mông này. Nhưng mà đến lúc đó mình thấy quả địa cầu thực sự là nhỏ, và mình bắt đầu khắp pháp giới này. Đây không phải là cái tưởng thôi chứ, tức là khi mà chúng ta hết tưởng thì chúng ta mới nhận được tới cái cảnh giới này do công phu tu tập. Thì vậy là cái nhìn của Phật và Bồ Tát, các vị căn cứ vào cái điều này các vị đang nói với chúng ta, thì tất cả chúng ta ở đây còn có ở trong khái niệm đông tây nam bắc, có nghĩa là chúng ta còn bị vướng kẹt. Đó là cái chỗ mà trói cột của chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói là khi mà chúng ta đã khởi cái tác ý về thế giới là chúng ta bị vướng kẹt. Rồi sao tiếp tục khi quả địa cầu chúng ta quay á, theo cái chiều mà cái quả địa cầu nằm phía mặt trời thì coi như ban ngày, thì khuất phía mặt trời là xem như ban đêm. Thì vậy là chúng ta bắt đầu có cái khái niệm gì? Có khái niệm thời gian ở nơi tâm thức của chúng ta. Thời gian là có ngày và có đêm. Rồi sau đó họ chia múi giờ là sáng mấy giờ tới mấy giờ thuộc về giờ gì, trưa mấy giờ giờ thuộc giờ gì, chiều vân vân. Thì vậy là chia ra làm 12 múi giờ, có 28, 24 giờ. Ví dụ như bây giờ sáng là một cái múi của nó tính theo ngũ hành đi, thì là dần vào mẹo là một múi, phải không? Ví dụ như dần vào mẹo nó thuộc về mộc, nó giờ thìn nó thuộc về thổ, giờ tỵ thuộc về quả, ví dụ như đó. Thì họ tính theo cái kiểu ngũ hành đó để họ tính công việc theo cái kiểu ngũ hành địa lý tương sanh tương khắc này đã xảy ra trong ngày. Thì như vậy là Đức Phật nói là cái chỗ trói buộc của chúng ta là khi mà chúng ta đã thấy có phương hướng, thấy có vị trí, có ta, có người, có mình, có vật, có hướng đông, có hướng tây, có hướng nam, có hướng bắc, tức là lúc đó đã hình thành cái cội gốc của chúng sanh. Và bắt đầu chúng ta rớt vào cái khái niệm của thời gian. Thì vậy là lúc nào mà mình đã rớt vào phương hướng, khi mình nói chuyện là nói tôi ở đây, không? Tôi ở đây tôi nói chuyện với người đằng kia, không? Tôi ở chỗ này tôi nói với người đằng kia, người đằng kia đang nghe chỗ này nói chuyện. Tức là chúng ta bắt đầu có một chút khái niệm định vị, là chúng ta đã rớt vào cái tầng chúng sanh để trói cột rồi. Chúng ta nên nhớ vậy, để mình biết cái gốc của mình bị cột là cái gì. Thế cho chúng ta phân tích để thấy gốc mình bị cột là cái gì. Ví dụ như đang ngồi đây, tự nhiên trong đầu mình có một khái niệm mà hồi nãy, chút xíu thôi, chút xíu cái chuyện hồi nãy là cái chị kia chỉ nói như vậy á, hoặc là ngày mai mình sẽ làm cái chuyện gì, chút nữa mình sẽ làm cái chuyện gì. Thì vậy là nơi đầu chúng ta có cái hình thành khái niệm thời gian. Thì khi mà cái hình thành khái niệm thời gian có xảy ra nơi đầu chúng ta là chúng ta bắt đầu bị gì? Bị trói cột. Thấy chưa? Đây là cái cội gốc sinh tử. Cho nên là chúng ta phải nói để mình nhận định rằng mình bước vào cái sinh tử là mình phải nhận ra. Thì vậy là chúng ta có một chút khái niệm về vị trí của mình đang ở. Là vị trí gì? Đông Tây Nam Bắc gì đó.
Hoặc là chúng ta vừa có một chút tác niệm là chút nữa, hoặc là cái chuyện hồi nãy, vừa có một cái tác niệm đó thôi là chúng ta đã rớt vào thời gian và không gian. Và khi con người đã rớt vào thời gian và không gian rồi thì tức là chúng ta đã rớt vào cái sinh tử. Đó là cội gốc. Cho nên muốn phá cái cội gốc sinh tử thì ngay tại đây chúng ta phải làm sao thoát khỏi thời gian và không gian. Thấy chưa? Nếu mà chúng ta công phu mà không thoát khỏi thời gian và không gian ngay tại chỗ này thì chúng ta tu suốt kiếp mình không biết mình giải thoát đi đâu. Tại vì mình ngay đây đã bị cột. Đã nói bây giờ thì sẽ có chuyện hồi nãy, phải không? Nói bây giờ thì sẽ có cái chuyện sắp tới, nói ở đây thì sẽ có đằng kia, nói đằng kia thì sẽ có đằng nọ. Có nghĩa là trong đầu chúng ta chưa bao giờ vượt ra được cái khái niệm của thời gian và không gian. Mà ngày nào giờ nào chúng ta chưa vượt ra khỏi khái niệm thời gian và không gian thì ngày đó giờ đó chúng ta còn sinh tử. Đúng không? Chúng ta chấp nhận được đó không? Thì vậy là tu để chi? Để chúng ta thoát được cái thời gian và không gian ngay tại đây. Nếu mà ngồi ngay tại đây chúng ta không còn khái niệm thời gian nữa thì coi như chúng ta không bị lôi cuốn trong sinh tử tiếp nối. Còn nếu ngồi ngay tại đây mà chúng ta vẫn còn khái niệm thời gian và không gian thì coi như chúng ta tiếp tục đi trong sinh tử, điều đó không thể tránh khỏi được. Đây là cội gốc. Đây là cội gốc. Cho nên là khi Đức Phật muốn nói ra điều này để chúng ta thấy rằng mình bị xoay vần trong sinh tử là gì và từ đâu, đó là cái khởi điểm. Cho nên bây giờ á, chúng ta quên đi cái khái niệm thời gian và không gian, vì khái niệm thời gian và không gian là gì? Là sự đặc định của tâm thức của người trước. Thì họ đã đặc định vậy rồi, cái bắt đầu là chúng ta thấy cái đặc định này nó cũng đúng. Tại vì ví dụ như về địa lý đi ha, cái mình coi mình nó tuổi gì ha, cái tuổi gì thuộc về cái mạng gì, mạng gì mình thuộc về cái cung gì, và cung đó nó hợp với cái hướng gì. Là các nhà chúng ta quay cái hướng đó, quay hướng đó cái mình cảm giác mình yên, quay hướng khác mình cảm giác mình ở nhà trật hướng rồi. Nhà trật hướng mình bất an, ví dụ vậy. Thì vậy là chúng ta đã có cái khái niệm thời gian và không gian nó quá thật với chính mình này. Bây giờ mình muốn rớt được cái khái niệm này ra khỏi đầu có dễ không? Rất là khó. Và nếu mà không phá cái này tức là sinh tử sẽ không phá được. Chưa nói tới cái chuyện dính mắc nào khác, mà chỉ nói tới cái chuyện mới có cái khởi điểm có thời gian và không gian thôi là chúng ta đã lún sâu vào sinh tử rồi. Vì vậy là mình phải thấy được cái lỗi mình là khi đi vào sinh tử là khi đó nơi đầu của chúng ta bắt đầu có khái niệm thời gian và không gian. Nên chúng ta phải thấy chính là cái chỗ này. Trước mắt là chúng ta phải thấy được cái chỗ này cái đã. Và khi có thời gian thì chúng ta sẽ có quá khứ, và quá khứ thì nó đẹp và nó xấu, nó đúng, nó sai, nó hay, nó dở, vân vân. Có không gian rồi thì chúng ta sẽ có cái hướng này tốt, cái hướng kia xấu, cái hướng này hay, cái tiếng kia dở. Chúng ta thay đổi hướng, ví dụ như các nhà quay hướng này không được rồi, nhà này mình sẽ bán, mình kiếm cái nhà quay trùng hướng với mình. Đó thì chúng ta sẽ chạy vòng vòng theo cái kiểu phương hướng đó, thì như vậy là chúng ta tiếp tục bị dính mắc trong sinh tử hoài, không bao giờ chúng ta có thể thoát ra được. Thì vậy là cái thứ nhất là chúng ta bây giờ đó, nếu mà nhìn rộng chứ không còn nhìn trong quả địa cầu này nữa, thì chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta đang đứng giữa hư không này mà không đặt cái la bàn để định vị đông tây nam bắc nữa, không? Thì vậy là tự động mười phương nó sẽ không còn, tại vì cái khoảng hư không này nó mênh mông lắm. Khoảng không là nó mênh mông, nó không có trên, không có dưới, không có phải, không có trái, không có đông tây nam bắc với chính mình. Mình thử tưởng tượng mình bước ra ngoài cái hư không này một lần mà không định vị, quên hết tất cả cái khái niệm có không đi. Tại vì bây giờ cái khái niệm đi sâu vào chúng sanh chút nữa thì cái khái niệm mà cái chỗ mà chúng ta đang đứng ấy, là ở dưới. Cái này cái đầu là ở trên. Bây giờ chúng ta nói cái khái niệm trên dưới của một người thôi. Chúng ta quen rồi, bây giờ cái đầu ở trên rồi, cái này ở dưới, nhưng mà đứng giữa hư không này có cái nào trên rồi dưới không? Có khi hiện tại bây giờ nếu mà ví dụ như bây giờ chúng ta cho cái hướng ở trên này là hướng trên. Hướng trên là lúc nào nó cũng nằm ở trên. Nhưng mà hư không bên mông này nó không có trên, không có dưới đâu. Như vậy mà chúng ta có thể đứng được giữa hư không này nếu mà chúng ta có thể mà tưởng tượng hơi mạnh chút, là có khi bây giờ chúng ta đang ở cái chiều này nè.
Nhưng mình vẫn thấy cái đầu mình là hướng trên. Và các quả đầu cầu có khi nó quay, chúng ta đang ở chiều này, cái chân chúng ta đang ở đây nè, chân chúng ta dính mặt đất, nhưng mà đứng coi như giữa không là như thế này. Vì sao mà chúng ta được đứng cái kiểu này trên mặt đất? Mình cứ nghĩ là mình đứng trên mặt đất, cho chân mình nó dính với mặt đất, cái đầu mình nó vọng ra ngoài hay không á. Rồi có khi chúng ta bị quay, bị dính quay theo cái chiều này, thì vậy là cái đầu chúng ta có khi nó quay vòng vậy nè, chứ không phải nó đứng hoài trên mặt đất vậy. Không phải nó quay là chúng ta đứng hoài ở đây, chúng ta đừng có tưởng tượng lầm nữa hả. Và từ trước giờ rõ ràng là chúng ta luôn có khái niệm là mình luôn đứng, đúng không? Chứ mà đâu bây giờ mình tưởng tượng là mình đang cắm đầu vào ngoài hư không này đâu. Nhưng mà có lúc mình nằm ngang, có lúc mình cắm đầu, có lúc mình nằm nghiêng như thế này, nó đi theo cái chiều như vậy. Thì thỉnh thoảng trong khoảng một thời gian nào đó thì mình mới trở lại cái vị trí gọi là đứng. Nhưng mà đối với hư không, đối với mình thì lúc nào mình cũng nghĩ mình đứng. Thấy chưa? Thì giờ khi chúng ta tưởng tượng thì cái này, cái nào trên? Nó quay như vậy là cái nào trên, cái nào dưới? Nó sẽ mất đi cái chiều trên dưới, cái đầu chúng ta đang quay như vậy. Nhưng mà sở dĩ chúng ta được đứng ở đây á, thì theo khoa học, theo cái định lực của Newton phải không, là chúng ta bị cái hấp lực của quả địa cầu. Cho nên đó là cái vật gì mà quăng ra rồi nó sẽ vì trọng lượng, bị trọng lượng của nó mà nó bị hút vào tâm của quả địa cầu, đúng không? Đó là khái niệm của khoa học từ trước đến giờ. Nhưng mà riêng tiên sinh thì không nói như vậy. À quý vị có cái lần nào mà chúng ta ra biển, chúng ta đứng giữa biển Vũng Tàu, chúng ta đứng được thật lâu, để rồi chúng ta thấy sóng biển luôn luôn đẩy vào bờ, đúng không? Chúng ta có bao giờ khái niệm đó chưa? Thì vậy là cái tâm điểm để khởi sóng nằm đâu? Nằm ở giữa sóng, ở giữa biển, đúng không? Cho nên là từ biển khơi có từng luồng sóng nó đẩy tiếp nối vào bờ. Thì tiên sinh nói là do cái vũ trụ này ly tâm vô cực, cho nên cái sức ly tâm nó đẩy mọi vật gian ra. Ví dụ như đây là cái quả địa cầu của mình, thì mình là một chúng sanh ngoài này, bị cái sức ly tâm đẩy thì mình bị dính vào đây. Thì mặt này cũng có chúng sanh bị đẩy dính vào đây, mặt kia chúng sanh bị đẩy dính vào đây, chứ không phải là cái lực hút của quả đất mà chúng ta đi vào. Nhưng nếu mà nhìn một cái kiểu cạn cợt á, thì chúng ta có thể nói là chúng ta bị lực hút của quả địa cầu này. Nhưng mà nhìn rộng theo cái kiểu của tiên sinh Đạo Sư Hoàng, không nhìn cái lực riêng của quả địa cầu nữa, thì tất cả chúng sanh, tất cả mọi vật đều bị đẩy rời khỏi tâm điểm của nó, để nó đi theo một cái dòng nào. Vì vậy là tất cả chúng sanh chúng ta đang ở trên mặt quả địa cầu này là bị lực đẩy, ly tâm đẩy chúng ta dính vào quả địa cầu, chứ không phải quả địa cầu nó hút chúng ta vào tâm. Đây là một khái niệm mới của tiên sinh Đạo Sư Hoàng và chúng ta thấy đúng. Nếu quý vị ra giữa biển, quý vị nhìn là quý vị sẽ thấy ra điều này. Và cái luật của vật chất đi theo dòng số ốc đối số, cho nên khi mà luộc hột gà chúng ta chẻ, chúng ta sẽ thấy từng dòng, hoặc là tất cả những cái cây á, chúng ta cưa mặt ngang, chúng ta cũng thấy nó xoắn thành từng dòng xoắn ốc như thế. Chúng tôi có một thời gian, chúng tôi ở biển nhiều, tôi coi sóng nó đi cái kiểu gì. Mình mới ngắm nhìn ra thật kỹ, tại sao mà, ủa sao sóng ở đâu không biết mà từ biển nó đi vô bờ, từ biển nó đi ra bờ. Mà chúng ta là những người ở ngoài, đã bị những cái vật chất, đã bị cái lực ly tâm của vũ trụ đẩy chúng ta rời xa, đẩy chúng ta luôn. Nhưng mà chúng ta không biết cái tâm nó nằm đâu hết. Cái điều này chúng tôi có nói ở trong cái băng phương pháp dưỡng sinh, cái buổi giảng thứ năm chúng tôi có nói đề tài này. Và thật sự đề tài này nó rất là hấp dẫn, và rất là nhiều thời gian chúng ta mới có thể thông cảm được cái lực ly tâm của vũ trụ. Khi mọi người đã nhận rõ được lực ly tâm của vũ trụ rồi, thì họ thoát khỏi cái khái niệm là mình bị sức hút của quả địa cầu. Nhưng bây giờ nói điều này là rất là nhiều tranh cãi, đúng không? Thành ra chuyện đó mình không bàn nhiều. Chúng tôi muốn nói đây là cái khái niệm của tiên sinh nói về vạn vật trong vũ trụ này được hình thành theo cái kiểu gì. Và tiên sinh cũng giải thích là mình đứng trên quả địa cầu này không có nghĩa là mình đứng thẳng đâu. Nó có lúc nó nghiêng thế này. Và chính cái quả địa cầu mình ở trong cái gì? Trong cái hình bầu dục, cái hình tròn, thì nó có một cái chuyện ngược cái cuộc đời này, phải không? Ví dụ như bây giờ chúng ta làm cái kiến đi nha. Cái kiến hình tròn như thế này to thiệt là to. Thì khi mà chúng ta đứng trước cái mặt kiến á, chúng ta đứng thấp thì chúng ta thấy chúng ta nhóm lên cao 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 cao,
cao cho tới ngang đỉnh thì mình cái đầu mình vẫn còn cao đúng không? Nhưng mình chồm qua khỏi đỉnh thì cái bóng mình bắt đầu nó bị gục xuống, và chồm qua nữa thì cái đầu mình nó sẽ bị gục xuống như thế này nè. Ý muốn nói gì? Tức là chúng ta muốn treo cao, muốn cao chừng nào thì chúng ta lại bị rớt xuống chừng đó. Cho nên hồi lên từ từ á, hồi lên ít vừa vừa thì cái đầu mình vẫn còn cao, nhưng mà qua cái vòng cung đó rồi là cái đầu chúng ta sẽ bị cúp xuống, nếu chúng ta nhìn theo cái bóng dội ở trong gương. Cho nên đó là cái đầu tiên Đức Phật ở đây muốn nói với cái chuyện cho chúng ta biết rằng mình ngồi bình thường là mình không có không gian, không có thời gian, là mình không bị vướng vào cái thế giới và chúng sanh này. Nhưng mà mình ngồi hồi cái mình có thời gian và không gian thì lúc đó mình đã bị vướng. Đơn giản như vậy thôi. Ví dụ như giờ chúng ta đang ngồi đây, tất cả chúng ta ngồi đây, nếu mà chúng ta không có khái niệm thời gian và không gian thì mình cảm giác là mình tự do, đúng không? Nhưng mà bắt đầu chúng ta có cái khái niệm thời gian và không gian rồi thì mình bắt đầu bị ràng buộc. Bị ràng buộc với thời gian. Tại vì nếu như mà mình không có nghĩ tới cái chuyện hồi nãy là không có chuyện buồn vui nữa, cái chuyện nãy nó qua rồi. Nhưng bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại là nãy cái người đó nói rằng mình nói cái lời mình cảm giác khó chịu, phải không? Thế mình nghe mình khó chịu, mình bắt đầu phiền não nổi lên. Tại vì cái khái niệm quá khứ nó hiện về với mình, thì có khi nó hiện vui thì chúng ta vui, có khi hiện buồn chúng ta buồn, mình chúng ta thương chúng ta nhớ là do chúng ta có khái niệm thời gian, có chuyện của quá khứ với chính mình. Nó sẽ dĩ phiền não xảy ra là bắt đầu chúng ta rớt vào khái niệm thời gian. Rồi bây giờ có một cái hứng khởi để mình có thể làm cái chuyện mà mình muốn làm, thì hoạch định một cái chương trình cho tương lai là mình sẽ làm cái gì, cái gì, cái gì, cái gì đó. Và nếu thuận theo ý mình thì mình vui, mà không thuận theo ý mình buồn. Nếu như hai cái khái niệm này với chính mình ngay tại đây nó tắt mất, và rõ ràng là chúng ta chỉ có một cái khái niệm ảo tưởng có thời gian. Chứ còn tính về quả địa cầu này á, là nó quay như vậy thôi, chứ nó không có nói ngày, nó không có nói đêm, nó không có nói thời gian trước sau, nó không có nói chuyện đó. Nhưng mà do con người bắt đầu sinh sống ở đây rồi thì họ bắt đầu họ định vị, họ chia ra bao nhiêu múi của quả địa cầu, rồi mỗi cái đường kinh tuyến rồi nó sẽ là bao nhiêu múi gì vân vân, thì người ta bắt đầu ta chia ra khoảng cách của thời gian và không gian để tính, để định đoạt, để phân biệt được cái sinh hoạt đời sống của chúng ta ở trong cõi này. Cho nên chúng ta chấp nhận ở trong cõi này thì chúng ta sẽ chấp nhận có thời gian thật và có không gian thật. Còn nếu như chúng ta muốn thoát ra khỏi cái cõi này thì chúng ta phải phá được cái thời gian và không gian trong khái niệm tâm thức của mình. Chúng tôi nói là khái niệm tâm thức chấp trước của chính chúng ta. Chứ còn thực sự thời gian là không có. Không có. Và không gian phương hướng cũng không có. Nhưng mà khi nào chúng ta rớt vào cái tầng của chúng sanh thì chuyện này sẽ hiện ra. Thì vậy là khi nào tâm chúng ta hiện ra chuyện này thì biết rằng mình đi sâu vào chúng sanh rồi, mình bị vướng mắc rồi. Đó là cái chỗ đầu tiên mà Đức Phật muốn gợi ý để thấy rằng cái cội gốc sinh tử chúng ta bắt đầu sanh từ đâu nha. Cội gốc sinh tử bắt đầu sanh từ đâu. Và cứ xoay vần như vậy, cái hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc đó, nó xoay vần nó sẽ tạo thành trước, thành sau, thành trong, thành ngoài. Và đã có khái niệm thời gian và không gian. Có khái niệm không gian thì sẽ có khái niệm gì? Cái khoảng cách của mình và người, mình và vật. Thì có mình ngồi đây để mình nghe cái âm thanh kia, có người mình ngồi đây để mình thấy cái hình sắc kia, không? Bắt đầu cái thời gian, không gian nó lộ ra chứ mình. Thì vậy là một người tu tập tốt là chúng ta phải tu như thế nào? Bây giờ mình ngồi ngay tại đây, mình nhìn một hình sắc, thì cái chuyện gì đầu tiên xảy ra? Chúng ta nói cái chuyện đầu tiên nha, chuyện đầu tiên. Chưa nói cái chuyện sau, chuyện đầu tiên. Nếu mà chúng ta nhận ra được cái chuyện đầu tiên của mình và hình sắc á, thì nó sẽ không có không gian và không thời gian. Ngay cái rõ mọi duyên của mình á, là không có, thứ nhất là không có khoảng cách. Thứ hai là không có phương hướng. Đúng vậy. Chúng ta ngồi đây chúng ta có cái cảm nhận là giữa mình với cái lọ hoa này không có khoảng cách đâu. Cái gì ngồi đằng kia từ đó tới đây tới mấy thước là nó không có khoảng cách đâu có được, đúng không?
Không được. Bây giờ là cái cách hở của mình và cái qua như thế nào. Nếu mà chúng ta có một cái ranh đi thì tạo thành khoảng cách. Chúng ta tìm được cái ranh giữa mình và cái bàn, cái hoa này không? Tìm được cái ranh, cái kẻ mà cái hai cái ráp nói á. Tức là nói bây giờ mình và cái bông này nó khác. Thì vậy là ví dụ như cái áo với cái tay tôi nó khác thì nó sẽ có cái kẻ hở. Ví dụ như hai ngón tay này nó khác nhau thì giữa hai ngón tay tiếp giáp nhau nó có kẻ hở. Dù có bóp chặt cỡ nào nó vẫn có một cái kẻ hở của nó, đúng không? Điều này rất là khoa học, chúng ta phải nhìn ra được giữa mình và vạn vật nó không có cách ly. Bây giờ giữa quý vị và cái bông này, cái bàn này, cái tượng Phật, cái tường xung quanh mà mình thấy đó, mình tìm được cái phản ráp của cái thấy và cái Phật không? Chúng ta tìm cho ra cái này. Nếu mình tìm không ra thì giữa mình và vạn vật không hề cách ly, đúng không? Chịu lý luận nào? Chúng ta phải nhận ra được cái điều này. Và đây là cái điều thật, rất thật. Chúng ta không có nói trên lý thuyết nữa, mà bây giờ chúng ta bắt đầu mới nói cái sự thật của vấn đề đang hiện hữu ngay tại đây, đúng không? Không trước không sau, rõ ràng hiện hữu nha, không có nói chuyện dư thừa. Thì bây giờ ai có thể tìm được cái khoảng hở, cái khoảng ráp của cái đang biết và cái hình sắc, cái đang thấy và hình sắc này, ai tìm được khoảng hở đó? Trong đây có ai có khả năng chỉ ra không? Thì vậy mình nói mình và cái bông này nó không có, không phải là hai, chấp nhận không? Nhận đại đi. Chúng ta nhận đại đi. Tại vì đây là một cái sự thật. Ra mình thấy mình và vạn hữu đã là cái gì? Đã là không hai, đúng không? Nếu mình thực sự thấy là không hai rồi thì cái khoảng không gian nó tự tắt mất cho chính mình. Còn khi mà mình thấy còn khái niệm khoảng cách thì rõ ràng là chúng ta rớt xuống hai bên và đi vào sinh tử. Đây cũng là cái cội gốc mà chúng ta phải thấy. Bây giờ là thấy để rút hay là thấy để mở, ngay trong cái thấy của chính mình mà thôi. Sinh tử hay niết bàn ngay tại chỗ này. Đây là cái chuyện thấy nó thì in tường là rất là đơn giản trong cái thấy, không tìm ra khoảng cách này. Nhưng mà thực sự nếu mà có một cái lần chính bản thân mình nhận ra được giữa mình và vạn hữu này không có cách ly, không phải là hai, thì chúng ta thoát ly sinh tử liền. Thật ra cái chuyện thoát ly sinh tử không phải là chuyện khó. Cái khó là mình chưa có phá nổi cái khái niệm đã khăn trong tâm thức mình từ trước tới giờ mà thôi. Chứ sự thật thì nó đã lộ bài nha. Thì thật nó đã lộ bài rồi, do chúng ta huân tập những kiến thức sai lầm của chính mình về cái đời sống, về cái quan hệ giữa mình với mọi người, quan hệ giữa mình với vạn vật vũ trụ này, khiến cho chúng ta có một cái nhìn khu biệt, riêng tư, để rồi mình thấy có mình và có người, có đối tượng, có tùm lum. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy hiểu đúng thì mình không phải là thân tâm nhỏ hẹp này, phải nói như vậy. Mình là một cái gì nó khắp, chứ không phải là khi mình thấy là mình tập trung ở mắt để mình biết hình sắc mà thôi. Khi mình nghe mình tập trung lỗ tai để mình biết âm thanh thôi. Chứ thực sự cái biết của mình nó không phải ở mắt, không phải ở tai. Chúng ta phải nhận ra được điều này. Thì vậy là chúng ta phải thiền định ngay tại đây để chúng ta nhận ra được một cái sự thật đang hiện hữu là mình với cái bàn, với bông, với cái nhà, cửa, với những cái xung quanh này không phải là hai. Thì cái khi mà chúng ta thiền định để chúng ta nhận định đúng cái chỗ không hai của chính mình ngay tại đây á, thì quý vị sẽ thấy một lần chúng ta có thể bùng vỡ. Đây là điều rất lạ. Khi chúng ta thoát khỏi hai bên rồi, chúng ta có một cái sức bùng vỡ lạ lùng lắm. Chúng ta là người trải rộng thật sự để biết mọi duyên mà không cần thân căn ngũ uẩn này nữa. Còn nếu như bây giờ chúng ta không ra được cái đó, chúng ta mới bắt đầu đi vào sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. Và mình thấy có căn thật của mắt để có thể thấy hình sắc, có căn thật của tai để có thể nghe âm thanh, có căn thật của mũi để có thể biết mùi vị, để biết mùi, có căn thật của lưỡi để biết vị, có cái thân căn này thật để chúng ta xúc chạm nóng lạnh trơn nhám,
khó chịu, dễ chịu, vân vân. Có cái căn thật của ý để chúng ta phân biệt được pháp trần. Thì như vậy là khi mà chúng ta không đủ cái sức để ngay tại đây chúng ta phá vỡ cái kết nối của mình và vật bên ngoài, thì liền sẽ có sanh một cái khái niệm là căn trần. Đó là đi sâu tiếp tục vô sanh tử. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bước tới một bước nữa. Đức Phật là nói tới công năng của nhãn căn. A Nan, trong sáu căn đó ông lại xét định chỗ hơn chỗ kém như nhãn căn, xem thấy phía trước phía sau tối, phía trước sáng, cái phương trước hoàn toàn sáng, phương sau hoàn toàn tối, kể cả ngó qua hai bên phải và trái thì ba phần chỉ được hai phần ba. Tóm lại công năng của nhãn căn không đầy đủ, trong ba phần công năng thì một phần không có. Vậy nên biết nhãn căn chỉ có 800 công đức. Bây giờ thực tế, Đức Phật là ví dụ rất là thực tế ha. Bây giờ mình nhìn lại phía trước, thì ở trước mình thấy sao đâu thấy rồi. Thì xem như phía sau bị tối, phía trước sáng. Và bây giờ nhìn qua bên phải, nhìn qua bên trái thì vậy là mình thấy mới có 3 phần thôi. Đức Phật chia làm 3 phần thì vậy là mình thấy được 2 phần 3, còn 1 phần 3 phía sau là tuyệt đối chúng ta không thấy. À, thì nếu mà chúng ta thu lại cái thấy chúng ta ở trong thân căn ngũ uẩn, thì tính ra cái công năng của nó là Đức Phật cho nó có 800 phần công đức thôi. Hồi nãy là Đức Phật nói là nếu mà cái công đức chúng ta trọn vẹn ra tới 1200 công đức, thì vậy là riêng cái phần mắt là chúng ta chỉ có 800 công đức. Tức là mắt chúng ta chỉ thấy được ở trước và hai bên, ở sau hoàn toàn không thấy. Trừ trường hợp chúng ta nó tu, chúng ta phá hết cái riêng tư của cái vướng kẹt của thân căn ngũ uẩn rồi, thì muốn thấy kiểu nào cũng thấy, không cần phải nhìn cũng thấy luôn, không cần xài tới con mắt, người ta cũng có thể thấy mọi vật còn rõ hơn con mắt bây giờ. Thì đó là do công phu chúng ta tu tập phá vỡ được cái thân căn ngũ uẩn rồi, thì ngồi chúng ta nhắm mắt ở trong nhà chúng ta thấy tùm lum tùm la chuyện, thì cái chuyện đó là do chúng ta tu tập để chúng ta đã ra khỏi thân căn ngũ uẩn này một lần, thì chuyện đó mình sẽ thấy. Còn bây giờ khi mà Đức Phật cũng nói là khi nào chúng ta còn dùng con mắt để thấy mọi hình sắc thì biết rằng đó là cội gốc của sinh tử. Đúng không? Đức Phật phân định rất là rõ để chúng ta thấy rõ ràng là mình dính ở đâu, mình cột ở đâu, mình bị vướng chỗ nào. Thì bây giờ chỗ đang vướng là con mắt thấy sắc mà lỗ tai không thấy được. Đúng không? Bây giờ ngồi đây có ai mà cái lấy cái lỗ tai mà có thể nhận rõ được cái bông này màu gì không? Chưa đủ sức, đúng không? Thì vậy là khi mà con mắt đã hoạt động, tức là cái căn của mình nhìn sự vật, thì chúng ta chỉ nhìn được trước và hai bên, ở sau chúng ta nhìn không được. Thì vậy là coi như chúng ta có 800 công đức thôi của mắt. Nhưng ở đây Đức Phật muốn nói này không phải là muốn phân định cái công năng của mỗi căn, cái nào nó hơn cái nào nó quý hơn cái nào, chúng ta phải dùng xài cái nào, không phải như vậy. Nhưng mà ý Đức Phật ngay từ đầu của cái phẩm này, Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rằng là cái thế giới chúng sinh bị ràng buộc hay được vượt thoát như thế nào. Thì đầu tiên Đức Phật nói cái ý ràng buộc. Ý ràng buộc thì như vậy là ngay cái nhìn của chúng ta về mắt để nhận định hình sắc, dù là chúng ta nhìn 3 phần 4 hay là nhìn hết trọn vẹn đi nữa, thì cái nhìn của thuộc về mắt vẫn là cái cội gốc của sinh tử chứ không phải là cái giải thoát. Khi mà chúng ta muốn thoát thì giống như hồi nãy chúng ta nói như vậy, thế làm sao mà chúng ta nhìn để chúng ta thấy rằng giữa mình và vạn vật, nhìn cho ra, chúng ta phải thiền định cho ra. Tại vì cái chuyện này chuyện trước mắt, chuyện bên tai, chuyện ngay tại đây chứ không phải là cái chuyện giấu kín. Thì chúng ta nên nhớ điều này. Chúng ta tu tập làm sao đến cái mức độ thực tế là không được hoạt động cái đầu, mà chỉ ngay tại đó chúng ta thấy bằng cái thấy thực của riêng mình, mà không có một cái khái niệm thời gian và không gian, không có khái niệm trước sau, không có khái niệm trên dưới, không có khái niệm đúng sai của ai hết, dù đó là ông Phật đã nói. Không đem bất kỳ một kiến thức của ai dự vào trong cái thấy nghe hay biết này của chính mình, thì lúc đó là chúng ta thấy như thật của vấn đề. Còn khi mà chúng ta đã thấy bằng kiến thức, thấy bằng hiểu biết, như vậy là mình đâu có thấy rõ sự vật đâu. Cho nên khi mở mắt ra nhìn cái này là cái bông, mà mình cũng không biết là cái bông với cái mình nó có cái gì quan hệ, đúng không? Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp bị chai lì
phải dùng cái từ là quá chai lì rồi. Chứ nó mình nhìn cái mình nhìn vậy thôi, một cách rất là vô tư vô cảm, thậm chí là không có thèm để ý cái bông nó nở như thế nào, nó búp như thế nào, nhìn cái bông này nó là bông ly vậy cái là xong rồi đó, nhìn kia thấy là bông cúc vậy cái là xong rồi đó, một cách rất là vô cảm, trong khi nó hết sức là sinh động, không, nó hết sức là tươi nhuận, nó hết sức mãnh liệt, tràn đầy nhựa sống đang thể hiện trước mặt chúng ta, một cái nguồn sống nó thu gom hết tinh hoa của vũ trụ vào cái một cái chót lá nhỏ trước mặt mình, nhưng mình chưa có một bao giờ rung cảm, cảm thấy rằng đây là một cái sự thật mãnh liệt, mà chính bản thân mình cũng không chịu thôi, mình thấy thì thấy vậy thôi, mà thấy bông có đôi khi mình cũng không nhận nó đẹp. Và khái niệm đẹp xấu á, trên so sánh, chứ không phải đẹp là do một cái cảm nhận, một cái trực nhận, một cái sự rung động để mình cảm nhận sự thật nó đang hiện hữu đẹp đẽ. Nhưng mà bông này nó đẹp hơn cái bông này, hoặc nó đẹp hơn cái bông này, đúng không? Tức là nó đẹp là do nó hơn cái kia, phải không? Chúng ta vừa nhận định cái gì nó đẹp, vừa nhận định cái gì nó đúng hơn cái kia, nó sai hơn cái kia, nó đẹp đẹp hơn cái kia, nó phải hơn cái kia, nó trái trái hơn cái kia. Nó có một cái gì đó, có cái gì đó để chúng ta bắt đầu đi vào. Chúng ta không đứng bên này thì chúng ta phải đứng bên kia, chúng ta không đứng chỗ này, chúng ta không đứng chỗ nọ, tức là luôn chạy lòng vòng trong cái khoảng không gian và thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Chứ chưa bao giờ chúng ta đứng thật với chính hai cái bàn chân của chính mình, trong cái thấy, trong cái nghe. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái nhãn căn. Nếu như mà mình thấy có mình và thấy có hình sắc thì vậy là chúng ta đã rớt vào thời gian và không gian. Và khi rớt vào thời gian và không gian, tức là chúng ta đã bị sinh tử. Và Đức Phật bắt đầu phân tích cái cội gốc sinh tử trên từng căn một. Thì vậy là mắt, mặc dù là phân định có tới 800 công đức như vậy, nhưng mà ý chính của Đức Phật thì muốn nói cho chúng ta khi mắt mà đã nhìn thấy sắc là đã đi vào sinh tử. Chúng ta nên hiểu một cách đơn giản vậy, tức là mình có khái niệm đó là hình sắc và mình đang thấy là chúng ta bắt đầu rớt vào sinh tử rồi. Nên cho nên là khi một người tu tập tốt muốn chúng ta không lún sâu vào sinh tử thì ngay cái thấy này chúng ta thoát ra, ngay cái đang thấy hiện rũ hữu mọi hình sắc ở nơi mình, thì thứ nhất là chúng ta phải mất đi cái khoảng không gian mình ở đây đang thấy cái hình kia, đúng không? Và nhìn cho thực tế nữa là giữa mình và hình sắc nó không có cái chỗ ráp nối. Tức là mình và cái hình sắc này nó không phải là hai, đó là hai cái để chúng ta thoát ra. Và cái này nó không có đẹp hơn cái kia nó không có đẹp hơn cái này, không? Tức là chúng ta rớt vào cái khái niệm so sánh, là đừng tiếp tục để nó so sánh trong cái đang thấy. Thì như là cái hiện hữu rõ biết mọi hình sắc mà không so sánh nè, không có khoảng cách thời gian và không gian, không có khoảng cách giữa mình và vạn vật. Thì vậy là mình và vạn vật nó là gì? Là một, đúng không? Phải một không? Một cũng là sai, mà hai cũng không được. Không phải một mà nó cũng không phải hai. Tại vì nếu nó là một đó, thì mình biết cái gì là cái bông nó sẽ biết cái đó, đúng không? Nhưng mà mình đang biết mà cái bông nó không có biết, cái bông không biết thì vậy nó không phải là mình, thì nó không thành một. Nhưng mà mình và cái bông, nếu mình không có ở cái bông thì mình không biết đó là cái bông, đúng không? Nếu mình ở chỗ này thì mình đâu biết cái bông đâu, mình ở chỗ kia thì mình cũng không biết cái bông ở đây. Sở dĩ mình biết được cái bông ở đây là mình đang ở chỗ cái bông đó, mình đang có mặt ở ngay cái bông đó, và giữa mình và cái bông này nó không có một cái khoảng. Thì vậy là tất cả chỗ chúng ta biết ở trong cái không gian vũ trụ này thì chỗ đó là gì? Chỗ đó là mình đang ở. Vì sao? Vì chúng ta đang ở khắp, cho nên mọi vật đang được chúng ta khắp biết. Chứ nếu mà mình ở đây để rồi mình biết phía bên trái thôi, không biết phía bên phải, hoặc mà mình ở cái khoảng phía bắc thì ở phía nam mình không biết, phải không? Mình ở phía trên phía dưới mình không biết. Còn lần này là mình biết một lượt là tròn trịa. Chúng ta nên biết là chúng ta đang trùm khắp rõ biết, chứ không phải là mình biết từng miếng. Nhưng mà ở đây là khi nó đã vào cái căn mắt rồi thì nó khiến cho phía trước nhận định mà phía sau thấy không được. Cho nên là chúng ta chỉ biết mà biết không có tròn, biết không tròn, đó là cái thứ nhất về mắt. Nhưng mà thực sự là chúng ta đang tròn trịa khắp biết. Nhưng vì giống như bây giờ á, chúng ta tưởng tượng là điện đấy nha,
Nếu điện treo bóng đèn tròn ở đây mà nó không có cái gì che hết á thì nó sáng sáng khắp nhà. Nhưng mà nó trở thành giống như cái đèn pin đi, chúng ta tưởng tượng đèn pin thì chung quanh cái phía che nó không thấy, nó mà nó chỉ rọi sáng phía đằng trước thôi. Thì mắt chúng ta cũng vậy, đang được giống như cái đèn pin rọi sáng phía đằng trước, đúng không? Chứ còn điện là nó khắp à. Nếu mà làm bóng đèn tròn gỡ ra cái sự che chắn là nó sáng khắp liền, đúng không? Sáng khắp liền, nhưng mà phía trên cái chui nó vẫn không sáng. Không sáng, phía trên nó chui nó vẫn bị tối. Thì vậy là sở dĩ mà chúng ta được bị cái mắt chúng ta bị dính mắt vào cái thân căn này, và cái trách nhiệm nó chỉ thấy cái phía đằng trước, do cái công năng nó chỉ rọi phía đằng trước để nó thấy thôi, thì nó chỉ thấy đằng trước. Chứ đừng có nghĩ là chúng ta thấy đằng trước không thấy đằng sau là mình không có đằng sau này, không phải vậy. Nhưng mà ngon có âm thanh đằng sau này mình nghe liền, mình biết có đằng sau liền, thì vậy là mình đã có mặt ở phía này chứ không phải có mặt ở chung quanh rồi phía trước. Nói vậy là, nhưng mà mỗi người bình thường thì khi mà họ nhìn thấy phía đằng trước, họ chỉ biết đằng trước thôi. Là cứ nghĩ mình ở trước để mình biết phía này gần phía sau không có mình là mình đã sai. Mặc dù là cái công năng của nó, riêng cái công năng của nó là nó không có đủ xài một cách tròn trịa ở nơi mắt, nhưng mà qua lỗ tai là nó tròn. Vì là nhĩ căn nghe khắp mười phương không sót. Động thì giống như có xa có gần, tịnh thì không có bờ mé. Vậy nên biết nhĩ căn viên mãn 1200 công đức. Đó thì tới nhĩ căn là nghe khắp rồi đó. Nhưng ở đây Đức Phật ví dụ, nhưng ví dụ theo cái kiểu chúng sanh, chứ không phải là cái thấy của Đức Phật nó không có khóc nha. Đây là muốn nói tới cái cội gốc sinh tử thôi. Thì vậy là khi động á, khi có tiếng động thì chúng ta sẽ nghe có xa, có gần, có phải, có trái, có trước, có sau, có trên, có dưới, có trong, có ngoài. Tức là mọi âm thanh ở mười phương chúng ta nghe được hết. Còn tịnh thì không có bờ mé. Tức là cái lúc mà không có âm thanh thì mình tưởng tượng giống như mình rỗng lặng mênh mông, không có bờ mé như vậy. Nhưng mà thực sự sự thật thì không phải như vậy. Thì Phật thì động và tịnh chúng ta nghe có bờ mé không? Cũng không có bờ mé luôn, phải không? Bây giờ ví dụ như chúng ta đang ngồi đây, âm thanh bên phía này cũng nghe nè, phía bên này cũng nghe, phía bên trước cũng nghe, phía bên sau cũng nghe nè, ở trên cũng nghe, dưới cũng nghe nè, không? Giờ lớn cũng nghe mà nhỏ cũng nghe, xa cũng nghe mà gần cũng nghe một lượt. Ở đây chúng tôi nói lại là chúng ta nghe một lượt. Nên cái chỗ này tôi hay đặt câu hỏi với các đạo tràng á, là bây giờ quý vị đang ngồi ở đây, thì khi âm thanh xảy ra mà chúng ta đang nghe đó, thì như là âm thanh nó đi tới mình để mình nghe, hay là mình đi tới đằng kia để mình nghe âm thanh? Không. Nếu âm thanh đi tới mình để nghe thì âm thanh gần nó sẽ tới trước, âm thanh xa nó sẽ tới sau, đúng không? Nhưng mà đằng này một lượt xảy ra âm thanh thì chúng ta được nghe một lượt, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, nếu mà chúng ta nghe mà âm thanh chạy tới mình nghe thì mình chỉ nghe cái ù ngay tại đây thôi. Nhưng mà mình vẫn nghe, mình xác định từng vị trí một, đúng chưa? Ví dụ như mình nghe cái hướng này nè nha, cái hướng này là năm âm thanh. Thì vậy là cái gần xảy ra một âm thanh, cái kế đó 2-3 mét xảy ra âm thanh, kế đó 3-4 mét xảy ra âm thanh, 10 mét xảy ra âm thanh, 100 mét xảy ra âm thanh, cùng một hướng này xảy ra một lượt, chúng ta vẫn nhận định một lượt bao nhiêu vị trí âm thanh xảy ra một lượt, không sai sót, đúng không? Chứ không phải là cái nghe tại đây nữa rồi. Nên lắng tai lại để mà nghe coi có phải cái nghe tại đây không? Hả? Cái nghe có phải ngay tại đây không? Nghe tùm lum, có nghĩa là mình không phải tại đây. Hiểu chưa? Mình không phải tại đây. Mình không phải chạy tới để nghe âm thanh. Nếu mình đi tới âm thanh đó thì mình nghe chỗ đó, thì chỗ này sẽ không nghe. Nhưng mà đằng này mình vừa nghe âm thanh bên kia mà vừa nghe được âm thanh bên đây, vừa nghe âm thanh trước mà nghe được âm thanh sau một lượt. Thì vậy là mình không phải chạy tới đằng kia để nghe, rồi mình chạy sang bên trái, mình chạy sang bên phải, hay là chạy theo cái vòng tròn, hay mình chạy cái kiểu nào được hết á. Mình không thể nhúc nhích để mà nghe được, mà là bất động để nghe mới là ghê. Mà rõ ràng mình đang bất động để nghe, đúng không? Chứ nếu mình chạy kiểu nào, chạy kiểu nào để nghe hết âm thanh xung quanh này, rõ ràng là cái nghe chúng ta đang bất động, nó đang rất định. Và định này không có cần phải công phu gì hết, mà nó đã định từ hồi xưa cho tới bây giờ, mãi mãi về sau nó luôn luôn định. Nghĩa là cái nghe chúng ta là thường định.
Và nếu như bây giờ mà mình không phá được cái khái niệm lỗ tai đang nghe âm thanh của mình ngồi ngay tại đây thì chúng ta bị vướng mắc sinh tử. À, còn nếu như chúng ta thoát ra được thì chúng ta sẽ nghe bằng cái biết, cái nghe khắp, cái tánh nghe của chính mình là mình sẽ rộng khắp, mênh mông khắp giới này. Như ở đây Đức Phật muốn nói tới cái công năng của lỗ tai được nghe hết, trước, sau, trong, ngoài, trên, dưới là chúng ta nghe hết. Tức là ở đây Đức Phật đang lý luận cho chúng ta thấy rằng cái chỗ vướng mắc của mình là cái lỗ tai chỉ biết nghe âm thanh thôi, thì chúng ta không bao giờ ra được. Thì vậy là khi nào chúng ta có cái khái niệm rằng lỗ tai chúng ta đang nghe thì biết rằng lúc đó là chúng ta đang lúng sâu trong sinh tử. Đó, ý là Đức Phật muốn nói như vậy. Cái thứ ba là cái tỷ căn biết ngửi thông tất cả cái lúc thở ra thở vào, nhưng thở ra vào mà còn thiếu trong lúc hơi thở giao tiếp, nghiệm xét tỷ căn ba phần thiếu một. Vậy nên biết kỹ tỷ căn chỉ có 800 công đức mà thôi. Tức là mình thở ra nè ha, mình hít vào. Thì với một người bình thường thì chỉ nhận định là cái thở ra hít vào thôi. Chứ còn cái phản giao tiếp của cái chỗ mà thở ra hết, chúng ta có một cái vận chuyển để chuẩn bị hít vào là cái chỗ đó không ai biết, không ai để ý. Người bình thường không ai để ý điều này, chỉ trừ chúng ta có ở trong thiền định. Thì chúng ta sẽ thấy là cái vận hành nó tương đương trở thành bốn thì rõ ràng. Tức là bây giờ chúng ta hít vào, và vừa hít vào á là hết cái hơi hít vào nó sẽ có một cái ngắt nha, nó có cái ngắt và bắt đầu nó chuyển động hơi thở để nó chuẩn bị thở ra là một nhịp khác nữa. Rồi khi thở ra nó hết rồi, nó có một cái khoảng ngắt để nó chuẩn bị chuyển động hơi thở nó hít vào. Thì là trong hơi thở thì bình thường mình nói chuyện với nhau là mình hít vô thở ra thôi đúng không? Còn hai cái khoảng kia cũng tương đương với đó, mình bao giờ mình nhắc tới không? Không có, mình không bao giờ mình để ý tới điều này. Đây là một sự thật đang xảy ra của thân xác mình. Cho nên Đức Phật nói là do chúng sanh không có thấy được cái ngưng thở ra, ngưng thở vào đó. Trong cái đoạn ngưng thở ra và đoạn ngưng thở vào mình không thấy, cho nên mình chỉ biết được có mấy phần công đức thôi. Và khi mình á, ví dụ như mùi thơm và mùi hôi tới với mình, đúng không? Thì mình hít vào á thì mình mới cảm nhận được. Còn lúc mà cái mùi đang bay tới, mình nín thở mình không hít thì mình không có cảm nhận được cái mùi đúng không? Tức là cái phản ngắt đó đó phản ngắt đó thì mình không nhận được mùi. Cho nên là cái nó không nhận trọn vẹn. Ví dụ như lỗ tai đi, lỗ tai nãy nói là sở dĩ nó có 1200 công đức là gì? Mình muốn nghe thì nó cũng nghe, mình không muốn nghe thì nó cũng nghe, nó cũng bị nghe tiếp tục. Còn này là mình muốn không ngửi mùi cái mình nín thở cái là tự động nó cắt phải không? Cắt cái mùi liền. Đang có cái mùi hôi mình khó chịu, mình chỉ cần đơn giản là nín không hít vô nữa là mình mất cái mùi đó. Thì vậy là nó cái khả năng bị nó không có tròn trịa, cho nên nó chỉ có 800 cái công đức thôi. Còn cái thiệt căn á, hay diễn nói cùng tột các trí thế gian và xuất thế gian, lời nói có chừng hạn nhưng lý thì không cùng tận. Vậy nên biết thiệt căn viên mãn 1200 công năng. Mình thì mình cái chuyện trên trời dưới đất thì Đức Phật nói cái lưỡi này không phải là dùng để nếm vị nữa ha, không có nếm để biết mặn ngọt chua chát gì hết. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là cái lý luận của cái mũi, cái lưỡi của mình á, thì nói chuyện trên trời cũng được, nói chuyện dưới đất cũng được, nói chuyện phải chuyện trái chuyện đúng thì sao, chúng ta đừng nói tròn trịa. À, lý thế gian và lý xuất thế gian chúng ta cũng nói cùng tận, không có bị ngăn chặn. Cho nên là nói về cái lưỡi thì cái công đức nó đạt tới 1200 công đức. Thì khi mà phân định công đức rồi thì xong bắt đầu mới chọn pháp tu, rồi pháp nào nó hay để chúng ta tu đó. Thì ở đây trước mắt là Đức Phật đã nói tới cái chỗ dính mắc, để nói tới cái công đức của từng căn một, cho chúng ta nhận định rằng cái gốc sinh tử của mình nó từ đâu trước, rồi chúng ta bắt đầu mới phá rút sau. Tới thân căn, cảm biết xúc trần, nhận biết các cảm xúc nghịch và thuận, khi hợp lại thì hay biết, khi rời ra thì không biết. Rời ra chỉ có một, hợp lại thì có hai. Nghiệm xét thân căn ba phần thiếu một, vậy nên biết thân căn chỉ có 800 công đức. Ví dụ như bây giờ người ta chạm tới mình, cái tay họ nóng cái mình cảm nhận nó nóng, hoặc cái tay nó lạnh cái mình cảm nhận nó lạnh, hoặc là mình chạm tới cái đèn thì mình nghe nóng, chạm tới cục đá thì mình nghe lạnh đúng không? Mình chạm tới cái áo mà nó thô thì chỗ mình ta nghe khó chịu, chạm áo tới cái tay áo mà nó mịn màng thì mình nghe mình dễ chịu, ví dụ vậy. Vì vậy là khi mà chạm vào thì chúng ta có một cái sự nhận biết,
Và khi không còn chạm rào thì cách ly đó là tự động chúng ta không biết cái sự xúc chạm đó lên thân của mình. Thì là vậy, là có lúc có xúc chạm và lúc không xúc chạm. Cho nên cái công năng của thân nó cũng không trọn vẹn, nó chỉ có 800 công đức thôi. Ý căn thầm lặng dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong mười phương ba đời, dù phàm hay là thánh, không pháp nào chẳng bao dung, cùng tột bờ mé. Vậy nên biết ý căn viên mãn 1.200 công đức. Bây giờ tới phần ý căn thì không có cái gì nó không biết hết á. Nó biết chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả những cái chuyện đời của mình, dù phù du hay là thế gian, hay là cái chuyện mà cao tột của thánh hiền, tất cả mọi cái đều biết một cách rõ ràng. Cho nên là cái ý căn nó có đầy đủ 1.200 công đức. Thì vậy là nãy giờ trong 6 căn chúng ta có mấy cái đủ 1.200 công đức? Cái thứ nhất là gì? Cái lỗ tai. Thứ hai là cái lưỡi. Thứ ba là ý căn. Còn 3 căn còn lại là chỉ có 800 công đức thôi. Có nghĩa là cái sự hoạt động nó bị khiếm khuyết. Khiếm khuyết thì như vậy là cái sự rút mắt của để dướng mắt nhiều. Cái hàng nào có công năng nó mạnh đó dính mắt mạnh hơn. Nào công năng mạnh thì cái đó dính mắt nhiều. Thì vậy là khi mà chúng ta chọn căn để tu tập thì sau này chúng ta mới thấy rằng đến cái phần kế tiếp Đức Phật dạy chúng ta khiến cho cái chỗ viên thông và ngăn ngại của 6 căn đây. A Nan, ông muốn ngược dòng sinh tử, xoay về chỗ cùng tột cội gốc, lưu chuyển đến chỗ không sinh không diệt, thì phải xét trong 6 căn hiện đương thọ dụng này, cái gì là hợp, cái gì là ly, cái gì là sâu, cái gì là cạn, cái gì là viên thông, cái gì là không viên mãn. Nếu hay ngay nơi đây ngộ được căn tính viên thông, ngược lại dòng nghiệp giả dối đang dệt từ vô thủy kia, và được theo tính viên thông, thì đối với việc tu hành nơi căn không viên thông, hiệu quả gấp bội, một ngày bằng một kiếp. Nay tôi đã chỉ đủ 6 căn viên minh vốn có vô lượng công năng như thế, tùy ông rõ xét mà lựa chọn căn nào có thể nhập đạo được, thì tôi sẽ phát minh khiến cho ông tăng triển trên bước đường tu hành. Các Đức Như Lai trong 10 phương đối với 18 giới, mỗi giới tu hành đều được viên mãn vô thượng Bồ Đề. Trong các giới đó cũng không có gì là hơn là kém, chỉ vì là căn cơ ông còn thấp kém, chưa thể viên mãn trí huệ tự tại trong ấy được, nên tôi mới tỏ bài khiến cho ông chỉ đi sâu vào một căn, và một căn không còn vọng tưởng, thì cả 6 căn kia đồng thời thanh tịnh. Ở đây thì Đức Phật nói là sau khi Đức Phật chỉ ra 6 căn rồi á, thì chúng ta bắt đầu chọn lựa cái căn để tu tập thôi. Thì Đức Phật giới thiệu là chúng ta sẽ bắt đầu chọn lựa. Thì cái phần này không có gì để chúng ta phải giảng. Chỉ rõ chỗ hư vọng của 6 căn, xét sự tích trữ và huân tập trong các căn. Hỏi thế nào là đi sâu vào một căn? A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là ngược dòng đi sâu vào một cửa, một căn, có thể khiến cho 6 căn một lúc đều thanh tịnh? Chỉ chỗ đoạn phiền não trong khi tu. Phật bảo ông A Nan: Nay ông đã chứng được quả Tu Đà Hoàn, đã diệt hết kiến sở đoạn hoặc của ba cõi chúng sinh và thế gian, song còn chưa biết những tu tập khí hư vọng chứa nhóm trong căn từ vô thủy. Các tập khí kia phải do tu tập mới đoạn được, huống chi trong đây sinh trụ dị diệt còn có rất nhiều phân loại số mục. Nay ông hãy xem 6 căn hiện tiền là một hay là 6? A Nan, nếu nói là một thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói? Nếu 6 căn ấy quyết định là 6, như nay tôi ở trong hội này thì các ông tuyên dương pháp môn vi diệu, vậy trong 6 căn ông cái gì là lãnh thọ? A Nan thưa, con dùng lỗ tai để nghe. Phật bảo: Lỗ tai ông nếu tự nghe thì đâu quan hệ gì đến thân và miệng. Tại sao miệng lại hỏi nghĩa lý, thân đứng dậy kính vâng? Thế nên phải biết không phải một mà trọn là 6, không phải 6 mà trọn là một. Rốt ruột các căn của ông vốn không phải là một hay là 6. A Nan phải biết căn ấy không phải là một, không phải là 6. Hôm nay chúng ta sẽ học hết cái phần này, có thể là kéo dài, tại đây là cái phần cũng tương đối quan trọng. Bây giờ Đức Phật bắt đầu nói tới căn nè. Bây giờ Đức Phật đặt vấn đề với chúng ta: cái căn của mình là một hay là 6? Bây giờ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là một hay là 6?
Anh bây giờ Đức Phật dạy để chúng ta minh định nó là một hay là sao? Bây giờ Đức Phật lý luận để cho chúng ta thấy. Nếu là một, tại sao lỗ tai không có nghe được hình sắc à? Con mắt không thấy được âm thanh, đúng không? Bây giờ con mắt sao không đi? Không. Bây giờ nói nếu là một á, thì những cái sự đảo lộn này nó sẽ làm được hết. Nhưng mà khi mọi người, chúng tôi nói là khi mọi người ngộ thiền họ sẽ làm được hết. Con mắt có thể đi dưới đất được á. Nhưng mà chưa ngộ thiền thì rõ ràng là cái thấy chúng ta còn ở nơi sáu căn, cho nên là chúng ta không có thể đảo lộn sáu căn này. Mỗi một căn nó có một cái chức năng riêng biệt của nó nha. Mỗi chức năng riêng biệt của nó, con mắt thì dùng để thấy, tai dùng để nghe, vân vân. Khi mà đã hình thành một cái vật chất thì nó phải có một cái trật tự, có thứ tự, thứ lớp đâu đó rõ ràng. Đó là cái chức năng, công năng riêng của từng cái. Thì mỗi cái nó giữ cái vị trí riêng biệt của nó. Nhưng ở đây anh An, ví dụ như Đức Phật nói là anh An sao, ví dụ như mấy ông nói một thì cái chân sao không nói được, những cái chân để đi thôi mà cái miệng mới nói. Đó, thì Đức Phật cũng đặt nhiều cái lỗ tai thì không thấy rồi á. Thì vậy là quyết định như nay tôi nói trong hội này thì ông tuyên dương chánh pháp vi diệu. Nếu sáu căn ấy quyết định là sáu thì ở trong hội này vì các ông tuyên dương chánh pháp vi diệu, vậy sáu căn ông cái gì là lãnh thọ? Đức Phật muốn nói tới cái chủ chốt lãnh thọ của sáu căn này. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là ở ngày anh đang nói là ngày anh đang chỉ dùng lỗ tai để nghe thôi. Nhưng mà khi chúng ta dùng lỗ tai nghe thì chỉ nghe lỗ tai, mắt mới gì phải dùng cái đầu để hiểu, mắt mới thì dùng cái miệng để hỏi. Ông dùng cái miệng để ông hỏi, để ông nghe qua âm thanh để ông hiểu vấn đề, không thì cái lỗ tai ông không thể là riêng được rồi. Hồi nãy là nói nó riêng vì con mắt không thấy lỗ tai. Ở con mắt không thể thấy âm thanh, lỗ tai không thể nghe được hình sắc, mà lỗ tai chỉ nghe được âm thanh mà thôi. Con mắt chỉ được thấy hình sắc thôi, cái chân chỉ biết đi mà thôi chứ không nói chuyện được. Cái miệng mới có thể nói chuyện được, cái đầu mới có thể hiểu chứ bằng chân thì không có hiểu. Đúng không? Thì vậy là được phân biệt ra sáu cái riêng biệt rõ ràng rồi. Thì bây giờ Đức Phật nói là nói như vậy thì mình sẽ vướng vào cái chỗ là sáu căn nó rời nhau, nó riêng với nhau. Đúng không? Thì bây giờ Đức Phật mới lý luận lại nè. Bây giờ tôi nói ông nghe bằng cái gì? Nói dạy con nghe bằng cái lỗ tai của con, đúng không? Thì Đức Phật mới đặt một vấn đề lại với mình. Bây giờ nếu ông nghe riêng cái lỗ tai không, không có dính gì mấy cái căn kia á, thì cái đầu ông sao hiểu? Đúng không? Bây giờ mình nghe là cái lỗ tai tự động nghe âm thanh thì cái đầu không có hiểu gì hết á. Nhưng cái đầu mình hiểu hoặc là mình không hiểu, và vấn đề mình được đặt ra với Đức Phật thế này thế kia, chỗ nào là chỗ vướng mắc thì vậy là nó dính tới cái đầu. Nó dính tới cái tâm thức. Cho nên ngay cái khi chúng ta nghe là chúng ta hiểu, ngay chúng ta thấy là chúng ta hiểu, chúng ta biết, chúng ta buồn, chúng ta thương, chúng ta giận, chúng ta ghét là cái thấy. Và cái thức tâm nó không phải là hai. Thì vậy là lục căn này nói nó là riêng thì cũng không thể được. Nhưng mà nói nó là một thì cũng không thể đúng. Một không được mà rời không được. Đây là cái lý luận mà chúng ta phải thấy một cách rất rõ ràng. Cái sự liên hệ chặt chẽ, cái sự tương giao, cái hòa quyện, cái kết nối của lục căn với nhau qua một cái gì đó. Chúng ta bây giờ ví dụ thực tế nhất này nha. Bây giờ điện á, mỗi nguồn điện mà khi đi tới cái micro này là bắt đầu nó phát ra cái gì? Qua loa thành âm thanh. Nhưng mà đi tới bóng đèn nó phát ra ánh sáng. Đi tới cái quạt nó bắt đầu nó quạt. Thì vậy là chúng ta nối cái quạt này, nó khác nguồn điện với cái đèn này nó khác nguồn điện với cái micro, được không? Được không? Nhưng mà mỗi cái nó có một cái chức năng riêng của nó, mà sở dĩ chúng ta chấp trước cho nên chúng ta bị dính trong từng chức năng riêng biệt. Bây giờ mỗi người bình thường họ đó giờ không biết gì hết, tự nhiên bật cái đèn lên nó chỉ cháy thôi, thì với họ họ cho rằng cái đèn này chỉ cháy thôi. Ủa, cái điện chỉ có cái chức năng là làm cho đèn cháy, họ không biết chuyện khác, tại họ chưa từng sử dụng máy lạnh hoặc là chưa từng sử dụng cái điện để làm nóng nước. Bây giờ tự nhiên nói có một người nói hả, có nhà khoa học phát minh được cái máy làm cho nước này nó nóng hoặc làm cho nước này nó lạnh, họ không tin nữa. Đó là hồi đó giờ tôi chỉ biết là điện là làm đèn cháy thôi.
Thì rõ ràng là cái thấy biết chúng ta còn nông cạn. Để chúng ta thấy rằng điện thì thấy nó như là cái gì đó, chúng ta đâu có biết được đâu, nhưng mà đụng vô có thể nó giật chết mình ha, nếu là một người không biết sử dụng nó. Còn người biết sử dụng nó thì sử dụng cho đèn, sử dụng cho quạt, sử dụng cho nấu nướng, cho tất cả mọi cái trên thế gian này. Giống như một người mà biết tánh hay là không biết tánh, nó cũng giống như vậy. Khi mà chúng ta chưa có ngộ được tự tánh đó, thì chúng ta rất là bế tắc. Chúng ta xài có một căn này, chúng ta dính căn này, xài một căn kia, chúng ta dính căn kia, chúng ta không có thể sử dụng trọn vẹn 6 căn một cách linh diệu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta chưa biết được tự tánh thì chúng ta sẽ không dùng xài một cách linh diệu giữa cuộc đời này. Cho nên chúng ta xài đặc biệt cho riêng một căn thôi. Ví dụ như đang nói như thế này, chúng ta nghe và bắt đầu chúng ta hiểu là chúng ta xài một lượt nhiều căn rồi. Nhưng mà mình đâu có nghĩ đâu, mình nghĩ mình đang nghe không à. Ngồi ngay tại đây chúng ta có khái niệm là chúng ta đang nghe thôi à, chứ chúng ta đâu biết là chúng ta đang hiểu. Chưa bao giờ chúng ta chấp nhận một lượt là mình đang nghe và hiểu, có nghĩa là chúng ta xài hai căn lượt rồi. Đồng thời lúc đó chúng ta đang thấy nữa là ba căn đang hoạt động. Đồng thời lúc này chúng ta đang thở nữa là bốn căn. Thân chúng ta nóng nóng, lạnh lạnh, khó chịu nữa là năm căn. Vì vậy là cái căn mà đang hiểu được hay là không hiểu được, đang biết hay là không biết, đang vui hay đang buồn, đây là sáu căn đang hoạt dụng một lượt. Chưa bao giờ ai xài riêng được một cái. Ví dụ như bây giờ mà mình mở hết tất cả những công tắc đèn này, công tắc quạt này, công tắc cái máy quay phim này, công tắc cái âm thanh vân vân, mình mở một lượt rồi, ai có thể tách ra được giữa cái nguồn điện của ánh sáng mặt, ánh sáng đèn và ánh sáng của cái quạt được không? Tách được không? Không, nó đang hiện hữu với công năng của nó nhưng mình vẫn không tách rời ra được. Đây là vấn đề này. Chúng ta nhận ra được cái ý này không? Để thấy là lục căn chúng ta từ xưa giờ nó chưa hoạt động riêng. Đang thấy nhưng mà nó vẫn nghe, đang thấy nó vẫn hiểu, đang thấy quý vị như tôi vẫn nói chuyện được. Phải không? Nó đang thấy quý vị như tôi cũng ngứa rồi nè. Đó là cái chuyện đang xảy ra một lượt nhưng mình chưa bao giờ mình chấp nhận một lượt này. Chính chỗ này là cái chỗ bị vướng của mình. Mình thấy, mình chỉ biết mình thấy thôi à. Thấy đâu phải con mắt nó hoạt động vậy đâu. Nó từ đâu để con mắt mới có thể thấy được? Thì vấn đề là chỗ này. Từ đâu mà cái ánh sáng đèn có thể cháy, cái quạt có thể quay? Từ đâu mà âm thanh có thể ra được? Là từ đựng cái nguồn điện nào ở đâu á? Nhưng nguồn điện thì rõ ràng là mình không thấy. Mà chạm tới đó mình có thể là người ta bị chết người vân vân. Thì vậy là từ một cái nguồn gì đó để cho lục căn này nó được, nó thực sự là lục căn này không cách ly nhau. Nhưng mỗi một căn nó hoạt động một chức năng của nó. Thật ra khi nào mà chúng ta dùng xài riêng một chức năng nào đó thì biết rằng mình đang tập trung ở cái chức năng đó, để rồi mình bị gì? Bị vướng trong cái căn trần đó. Khi mà chúng ta riêng rẽ thì chúng ta bị vướng. Và khi chúng ta xài được trọn vẹn lục căn thì chúng ta hoàn toàn không vướng mắc. Đây là chỗ kỳ diệu. Cái gì thử thả lỏng toàn thân ngay từ giờ phút này. Ngay từ giờ phút này chúng ta bắt đầu nhận rõ, rất rõ mọi âm thanh đang hiện ra. Đúng không? Nhận rất rõ ràng. Mắt vẫn mở nha, mắt chúng ta vẫn mở bình thường. Chúng ta để yên lặng để chúng ta nghe mọi âm thanh ngay giờ phút này thì nghe trước thì sao, trong ngoài tiếng chim hót, tiếng chuông reo, tiếng động nhỏ, tiếng động lớn, vân vân, tất cả mọi phương hướng chúng ta đều nghe một lượt, chứ không tập trung là để nghe cái tiếng chúng tôi giảng nữa. Thì quý vị sẽ thấy mình đã bắt đầu được mở lỏng. Và cứ để yên đó, đừng có nhắm mắt, để con mắt đang thấy tiếp tục. Con mắt chúng ta đang thấy nữa. Thì phút này đang nghe và đang thấy một lượt chưa? Đúng không? Đang một lượt thấy và nghe. Và bây giờ một lượt hít thở để chúng ta cảm nhận cái mùi. Đây là một lượt nữa. Ngay cái một phút giây này một lượt. Và cái lưỡi chúng ta đang biết ngọt, biết lạc gì đó. Hoặc là cái lưỡi chúng ta đang có một cái sự cảm nhận với cái vị trí đang có nơi miệng của mình. Chúng ta đang cảm nhận ở lưỡi, đúng không? Và giờ này cái thân chúng ta đang khó chịu nè. Ngồi nãy giờ nó hơi tê tê, nó hơi mỏi mỏi gì đó, ví dụ vậy. Hoặc là nó đang ngứa ngứa ở cái chân, ngứa ngứa ở cái đầu, ngứa ngứa ở cái mặt, ngứa ngứa ở cái vai, vân vân. Nó đang hiện hữu chuyện này. Đồng thời chúng ta đang nghe ông thầy nói là mình hiểu đoạn trước nè. Hoặc là cái đoạn mới nói này thấy chấp nhận được nè. Hoặc là cái câu nói này nghe khó chịu. Đợi coi ông nói cái đoạn khác nghe có được hay không, ví dụ gì. Thì vậy là cái đầu chúng ta đang hoạt dụng. Cho nên ngay cái phút giây này, ngay một thoáng chốc thôi là lục căn chúng ta hoạt động hữu dụng.
chứ không phải trước, không phải sau. Và quý vị thử để mình rớt vào cái tình trạng này thì mình không dính đâu hết. Thử nói không? Có nghĩa là bây giờ mình buông, đừng có tập trung vào cái căn nào hết á. Đại khái là bây giờ chúng ta không tập trung vào cái căn nào hết. Đừng có nghĩ là mình tập trung mình nghe để mình hiểu, dẹp cái đó qua bên luôn đi. Đừng có tập trung để nghe để hiểu, và không cần để hiểu nữa. Mà đây là một cái cảm nhận trực diện của chính mình ngay tại đây với tất cả duyên cảnh. Thì chúng ta là gì? Chúng ta là cái gì ngay tại đây? Chúng ta phải thực tế cảm nhận điều này. Không trước không sao. Tự nhiên nếu mà chúng ta bắt đầu thả lỏng lục căn ngay tại đây á, ngay tại đây bây giờ mình không còn cái khái niệm là mình nghe lỗ tai nữa, không còn khái niệm mình thấy mắt nữa, không còn khái niệm là ngửi cái mùi nữa, không còn khái niệm là thân xúc chạm, không còn khái niệm hiểu và không hiểu ngay tại đây nữa. Thôi dứt đi tất cả những khái niệm đó đi. Thì như vậy là chúng ta hiện hữu ngay tại đây cái gì? Chúng ta hiện hữu không? Đang hiện hữu rõ ràng, đang hiện hữu rõ ràng, đang nhận biết rõ ràng tất cả những duyên cảnh đang có ngay tại đây, lục căn của mình, có ngay tại lục căn của mình ngay phút giây này, ngay nơi hiện tại này. Chúng ta phải chấp nhận được cái thực tại hiện tiền đang hiện hữu này. Thì hy vọng là chúng ta mới có thể có những cái bước vượt thoát thân căn ngũ uẩn. Còn nếu mà chúng ta thấy là mắt để thấy và tai để nghe là bắt đầu chúng ta rớt vào cái tầng sanh tử rồi. Ý Đức Phật muốn nói như vậy. Thành ra ở đây Đức Phật muốn nói là căn không thể là riêng, không phải là sáu, nhưng mà một cũng không phải. Không phải là một này, cũng không phải là sáu, phải không? Không phải là sáu, mà rốt ruột các căn của ông vốn không phải là một hay là sáu. Căn ấy không phải là một, không phải là sáu rồi. Bây giờ là không phải là một thì mình đã nhận ra rồi, đúng không? Không phải là sáu, chúng ta nhận ra chưa? Nhận ra chưa? Các căn mà không phải là sáu. Chúng ta nói lại cái ví dụ Đức Phật hồi nãy. Không, ví dụ thực tế này thôi, khỏi cần cái chuyện ví dụ hồi nãy. Bây giờ nè, quý vị đang nghe, quý vị đang thấy mà, đúng không? Chúng ta vừa nghe vừa thấy một lượt và đang hiểu một lượt. Nhưng mà vấn đề rất đặc biệt, vấn đề rất đặc biệt, mình rất là kỳ diệu. À, bây giờ mình đang nghe ha, cái mắt mình vẫn thấy những cái này, nó vừa phân biệt âm thanh mà nó vừa phân biệt cái bông này nó đẹp ghê ha, ông Phật trên kia cũng đẹp nữa. Ví dụ vậy, thì nghe đây tự nhiên có một cái mùi hôi thiệt hôi thổi qua. Tôi cũng nhận định à, nó có cái mùi nào gần gần bốc lên, phải không? Rồi cái tự nhiên cái thân chúng ta nóng, chúng ta liền cảm nhận được. Có một lượt như vậy chứ không phải trước, không trước không sao. Chúng ta phải nhận ra là lúc nào, bất kỳ cái thời khắc nào trong đời sống này của chính mình, lục căn luôn luôn hoạt động một lượt. Là người đang sống một lượt như vậy là người không dính bất kỳ cái gì. Chúng ta thử đi, đây là một cái cửa ngõ để vào thiền. Đây là một cửa rất rộng để cho chúng ta vào và rất dễ thâm nhập thực tại. Tại vì khi mà chúng ta, ví dụ như bây giờ quý vị nhìn hết tất cả những hình sắc, nhìn một lượt thì chúng ta đâu có dính đâu, nhưng mà cũng bắt đầu mình tập trung là cái bông ly này nó đẹp hơn bông cúc, hoặc là bông cúc này cái màu sắc nó rực rỡ hơn bông ly, ví dụ vậy, thì chúng ta bắt đầu dính ở căn trần. Nhưng nếu mình không tập trung vào căn thì mình không dính. Chúng ta có cái cảm nhận gì về cái chuyện này không? Chút chút nào đó không? Chút chút nào đó không? Cái chỗ này là cái chỗ cửa ngõ mà để chúng ta đi vào. Nếu mà chúng ta không cảm nhận chỗ này thì chúng ta không có cửa để chúng ta vào. Sau này thì bàn riêng một căn, thưa Đức Phật, dùng cái căn viên thông để chúng ta tu tập. Nhưng mà theo chúng tôi thì nên có một chút khái niệm cảm nhận về chuyện này trước đi, rồi mới đi riêng từng căn sau. Chỗ này chúng ta không cảm nhận là chúng ta đi sâu vào nữa khó lắm. Chúng ta có cái khái niệm về cái căn, hai căn nhận biết một lượt chưa? Ba căn bây giờ nè, vừa thấy vừa nghe vừa hiểu. Lạ lùng là quý vị đang cái hiểu á, cái hiểu đang hiểu về âm thanh nhưng mà nó cũng nhận biết hình sắc, đúng không? Cái đó nó đang biết hình sắc và đang biết âm thanh. Thậm chí không phải nó biết một cách đơn giản, không vô tri đâu, mà nó còn phân biệt nữa.
Tức là nó làm tùm lum chuyện ở đây nè. Thì vậy là lục căn chúng ta sáu cũng không được, mà một cũng không được. Đó là cái kết luận của Đức Phật trong cái đoạn đó. À, Đức Phật dùng cái thí dụ thứ hai là dùng hư không để thí dụ cái một cũng không thành. Do từ vô thủy đến nay điên đảo chấp trước, nên đối với tính viên tạm lặng lẽ trùm khắp, lại sinh ra nghĩa một và nghĩa sáu. Nay ông đã chứng quả Tu Đà Vàng, tuy cái chấp sáu đã tiêu nhưng vẫn chưa quên cái một. Như bầu hư không dung hợp các vật, do hình tạng các vật có khác nên gọi là hư không có khác. Bỏ các vật xem như hư không, bỏ các vật xem hư không thì nói hư không là một. Bầu hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng hay thành khác, huống chi lại gọi là một hay chẳng phải một, thì ông rõ biết sáu căn thọ dụng cũng là như vậy. Bây giờ chúng ta ra khỏi cái nhà này thì chúng ta nhìn cái nhà này nó có cái hình của cái nhà, đúng không? Thôi giờ không cần ra khỏi nhà, chúng ta nhìn cái bàn thì tự động cái hình của cái bàn nó lộ ra cho chính mình. Thì cái khoảng có cái bàn này nó khác với cái hư không đang rỗng, đúng không? Chúng ta có cái khái niệm nó liền, chúng ta nhìn liền có khái niệm đó. Thì vậy là nếu như không có cái bàn này thì khoảng này là hư không là một. Nhưng khi có cái bàn này thì có cái bàn và có hư không, nó thành hai. Ở trong cái khoảng không gian này liền thành hai trong cái khái niệm tâm thức của chính mình. Bây giờ có cái bông nó thành ba, có cái đèn nó thành bốn, có cái trái cây nó thành năm, có chỗ qua nó thành sáu, có cái chỗ tôi ngồi là thành bảy, có tượng Phật là thành tám, có bông sen là thành chín, vân vân. Nó sẽ thành nhiều. Tại vì khi chúng ta nhìn nó thì nó thành cái đó. Nhưng mà cái đó là cái hình thành của vật chất, chứ không phải là hư không nó chia thành manh mún nha. Khi vật chất nó thành một cái hình gì, nó tựa một cái hình gì, thì chúng ta nhìn cái hư không, nhìn trong hư không lộ cái hình nó ra, nói từ chính xác như vậy, không? Ví dụ như bây giờ mọi người ngồi một cục ở đây thì nhìn trong cái khoảng hư không này có một cái, có một cục ngồi đây. Thế vậy đang cùng ngồi đây được là người, được là bông, được là hoa, được là cái gì đó, thì chúng ta liền có cái khái niệm là cái này nó bắt đầu nó khác cái khoảng hư không này rồi. Nhưng nếu như tôi đi khỏi vị trí này thì cái hư không này nó trở lại như cũ, đúng không? Trở lại như cũ là không có hình, tôi nó trở lại cái khoảng hư không đó. Thì vậy là đối với chúng ta là hư không thay đổi hay sao? Đây này, đó là những vấn đề Đức Phật đặt ra rất là tinh tế, cho nên học Kinh Lăng Nghiêm chúng ta rất là thích là những cái lý luận, những lý luận Đức Phật rất là chặt chẽ. Để khi mà chúng ta nhận ra mọi vấn đề rồi, chúng ta sẽ sáng lắm. Ai mà sáng từ Kinh Lăng Nghiêm là phải nói là có lý luận hết sức là sắc khi mà chúng ta nói chuyện đạo lý. Bây giờ khi mà có cái bông này thì nó làm cho hư không thay đổi hay sao? Hả? Có cái chậu hoa này thì nó làm cho hư không thay đổi, cái dĩa trái cây làm cho hư không thay đổi hay sao? Tại vì rõ ràng là khi mình nhìn nó không có còn là hư không rỗng nữa mà nó có cái hình. Phải không? Thì nó lộ cái tướng của cái vật chất ra thì nó làm mất hư không ở cái khoảng đó. Đúng không? Thì vậy là hư không thay đổi hay là sao? Đây là vấn đề. Đây là vấn đề, hư không có phải thay đổi không? Nhưng mà nếu hư không không thay đổi, tại sao có cái dĩa trái cây này? Là nó không giữ nguyên nó mà lộ hình này. Hả? Hư không thay đổi hay là sao? Đây là cái chỗ để chúng ta phải thấy những cái chuyện mà Đức Phật ví dụ nó rất rất là thực tế. Mà khi chúng ta nhận ra được rồi á, thì Đức Phật sẽ chỉ cho chúng ta cái chỗ để thoát ra. Thì cái đoạn lý giải này chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy một cái điều á, là giữa cái hư không này không phải là cái thay đổi. Hư không này không phải là cái thay đổi. Thay đổi là do cái nhận định, cái hình sắc đó nó hiện hữu. Cái hình sắc nó hiện hữu ở đây thì nó mang cái hình, ví dụ hình hoàn tròn, cái hình vuông vuông, cái hình dài dài, cái hình dẹp dẹp. Thì cái hình hiện hữu ở cái khoảng không gian đó thì nó lại nó lấn át
dùng cái từ vậy, nó lấn át cái khoảng hư không đó để nó hiện ra cái hình của nó. Nhưng mà hư không đó vẫn không bị thay đổi bởi những hình sắc. Đó là cái ý gì mà Đức Phật muốn nói bên sau không? Không, dù cho đầy cái hình sắc trong cái không gian này được chất đầy đi, thì hư không có bị mất hay không? Hư không có bị thay đổi cái tính chất của nó hay không? Đó là vấn đề mà Đức Phật muốn nói. Dù cho căn trần chúng ta có xáo trộn như thế nào, mắt chúng ta có bị dính cái gì, tai chúng ta có bị dính cái gì, mũi chúng ta có bị dính cái gì đi nữa, thì cái kia có mất không? Đó là vấn đề mà Đức Phật muốn đặt ra. Đức Phật gợi ý cái này để Đức Phật muốn nói cái chính là cái hư không không thay đổi. Như vậy là khi mà nó hiện hữu ở mắt, nếu chúng ta tập trung ở mắt thì mình vướng, giống như nãy mình nói tập trung ở đâu thì mình sẽ bị vướng ở đó. Còn nếu mà mình thấy rõ ràng là cái hư không này, cái chất thật của nó là không thay đổi, thì do cái hình đó, hình tạng của vật có khác, do cái hiện của các căn nó có một chút khác biệt đó, do cái chức năng của mỗi căn nó có một cái năng lực riêng biệt của nó, chứ không phải là do có mắt mà mình thay đổi cái kia, đúng không? Không phải là hiện cái dĩa trái cây này là thay đổi được hư không, không phải là hiện bình bông này mà thay đổi được hư không. Hư không vẫn nguyên là như vậy, nhưng mỗi nó đều hiện cái hình tướng riêng biệt của chính nó. Ở trong cái hư không đó, nó có một cái chức năng đó, do cái duyên nó hợp như vậy để nó hình thành cái sự vật như vậy. Chứ cái duyên hợp hình thành đó nó không phá vỡ được cái chính của rỗng lặng của hư không này. Ví dụ nguyên cái nhà dày đặc vậy là cái khoảng hư không là mất, mà dời mất cả nhà này là hư không vẫn nguyên vẹn là hư không. Thì vậy là hình sắc có ra không cản trở được cái tính chất thật của hư không. Ý Đức Phật muốn nói chỗ này. Thì vậy là chúng ta tạm để cái đó hiện hữu, giống như mắt chúng ta tạm thấy hình sắc, tai chúng ta tạm nghe âm thanh, đúng không? Đó là những cái gì rất là tạm bợ, mong manh, huyễn ảo, không thật. Nếu mình thấy được tất cả những cái hiện tướng nơi lục căn nó là tạm bợ, mong manh, huyễn ảo, không thật, thì sao? Thì chúng ta không dính mắt là lục căn, là chúng ta viên thông. Ý Đức Phật muốn nói điều này. Còn nếu mình thấy có hình sắc thật, có âm thanh thật, có mùi vị thật, thì chúng ta bị vướng vậy. Mà chúng ta cứ ngỡ rằng cái hư không bị phá vỡ do hình sắc hiện hữu này, hư không bị thay đổi, cái đó không phải. Hư không không hề bị thay đổi, dù cho hình thức sắc cỡ nào cũng không thay đổi. Cái thường tri của chúng ta không bao giờ thay đổi, cái yên lặng rõ biết của chúng ta không bao giờ bị thay đổi bởi lục căn, đúng không? Lúc nào chúng ta cũng rất là thanh tịnh để rõ biết nơi lục căn. Tại vì nơi căn tai mình nghe nãy giờ đâu có tiếng nào dính lại đâu, mình vẫn nghe tiếp tục rõ ràng từng tiếng một. Nếu còn nói tiếp, còn nghe tiếp, còn có âm thanh tiếp, còn tiếp tục nghe, thì cái nghe trước nó không che chắn cái nghe sau, cái nghe sau nó cũng không che chắn cái nghe sau, là mỗi cái nghe đều trong lặng rõ biết, thanh tịnh nhiệm màu đó. Chúng ta phải nhận ra được điều này. Cái người tu Phật mà không nhận được điều này rồi thì chúng ta không có thể tu cái gì được. Đừng có dụng công thiền định gì cho nó dư thừa. Ngay tại đây chúng ta phải nhận định được cái thanh tịnh hằng hữu đang hiện tiện ở đây. Mắt chúng ta cũng vẫn thấy một cách rất rõ ràng, tường tận quay bên trái chúng ta thấy hình sắc bên trái, bên phải chúng ta thấy rõ hình sắc bên phải, chứ không phải nhìn bên trái rồi cái đó nó dính với mắt mình, qua bên phải mình thấy không rõ ràng, đúng không? Còn này mình nhìn cái là nó tự động nó rớt đó để mình thấy rõ cái bên đây, nhìn đây mình thấy rớt ngay tại chỗ đó để mình thấy rõ cái khác, nhưng mà mình chưa hề dụng công. Có ai nhìn để cố tình tẩy xóa để cho mình đừng dính ở đây mà mình nhìn qua để mình thấy bên kia không? Có ai dụng công vậy không? Chưa từng có, đúng không? Ví dụ mình xe mình chạy thật là nhanh trên đường đi, lướt rất nhanh ở trên đường đó, như mỗi cảnh mỗi cảnh mới mình thấy rõ, không lộn không sót. Xe chạy nhanh cỡ nào mình thấy nhanh chừng đó, thực sự là mình thấy nhanh hơn xe chạy chứ không phải là mình thấy theo xe chạy. Và chúng ta có một cái khái niệm trên đường đi đó để mình thấy mình luôn luôn không dính mắt. Nếu mà chúng ta đi xe chúng ta sẽ cảm nhận được điều này. Và thích nhất là chúng ta đi xe trên đường để chúng ta cảm nhận cái rơi rụng trên đường đi xe. Chứ rất là nhiều người đi xe, lên xe nhắm mắt ngủ mất là họ không cảm nhận được điều này đâu. Lên xe quý vị thấy là xe đang chạy rất là nhanh, mình lướt trên cảnh rất là nhanh, không có dính cảnh nào hết. Tới cái chỗ nào, ví dụ gặp tai nạn cái tự nhiên mình khựng là đó. Bây giờ nhà nói tôi đi trên đường tôi gặp tai nạn, nhớ. Có cái chuyện gì đặc biệt chúng ta nhớ. Nhưng mà có những cái cảnh chúng ta thường đi, hoặc là thấy bình thường đó là cái cảnh rừng thôi, thì mình có dính không?
Dính tẩy nó thấy thường quá, mình đi lướt mình thấy thường quá. Nhưng mà cuộc đời chúng ta luôn luôn lướt qua mà không vướng mắc như vậy từ xưa tới bây giờ, chứ không phải là mới đây. Không phải là mắt mình thấy trên xe đâu, mà mỗi mỗi bước chân đi của mình, mỗi mỗi một cái hơi thở nhỏ của mình, mỗi mỗi một cái hành động, cái cử chỉ, cái lời nói, cái việc làm, cái thấy nghe hay biết này, lục căn của chúng ta luôn luôn rơi rụng như vậy. Chúng ta phải nhận ra được điều này. Đời sống chúng ta chưa có một cái gì dính lại được. Ai dính được? Ai dính được cái gì nữa, tôi thử nghe đi. Mặc dù Đức Phật đang lý luận để chúng ta thấy rằng cái chỗ lầm lẫn của mình, do mình thấy lầm cho nên mình ảo giác mình dính mắc. Chứ ai dính được cái gì? Thực tế này ngồi lại đi, ai dính được cái gì kể tôi nghe đi. Cho nên chúng ta học Phật là chúng ta học đến sự thật, chứ không phải là chúng ta nói chuyện trên mặt lý luận. Ở đây chúng ta không nói lý luận để trở thành nó một cái dạng tư tưởng học ly, hay là tư tưởng học là không vướng mắc. Không phải chuyện đó. Chúng ta không nói tới cái chuyện tư tưởng đó, không nói tới cái nguyên lý, cái định lý nào cả, mà muốn nói tới cái sự thật hiện tiền trong từng phút giây trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta học Phật là chúng ta quên hết những cái khái niệm, những định lý, những định nghĩa. Tất cả những cái đó chúng ta phải thôi dứt đi, để chúng ta trở lại cuộc sống hiện tiền ngay tại đây và bây giờ, không có chỗ để vướng lại. Đó là vấn đề mà chúng ta muốn nói. Cho nên Đức Phật nói là kiểu căng ông kiểu nào, nhưng mà không bao giờ làm thay đổi được hư không này. Dù mình đi vào sanh tử bao nhiêu nghìn kiếp nữa, không dính được. Vì sao? Vì chúng ta vốn là cái con người giải thoát từ xưa rồi. Mình nhận không chịu nhận ra thôi. Nên mình đi ngồi đây rồi. Tôi phải nói, nếu mà nói tức là tôi tức dùm cái gì lắm. Tôi tức vô cùng. Tôi không hiểu tại sao mà mình có cái khái niệm là mình bị dính được. Sao dính được tôi không hiểu nổi luôn á. Thì tôi không có lý giải được cái chỗ dính của mình. Sao dính được? Cái đó lúc tôi nằm tôi nghiệm lại, ủa sao cái gì dính được hay vậy ta? Hay thiệt á. Chứ mình nhìn thấy sự thật cái vấn đề là dính không được. Vậy mà có nhiều người cứ ngồi lại nhắm mắt rồi gắn gồng mình một kiết già cho nó đau chân để mà tẩy xóa cái gì đó, tôi cũng không hiểu. Không hiểu thiệt á. Rồi nói là mình đang thiền định, mình đang là tu Phật, mình đang là công phu, mình đang là hành đạo làm gì. Nếu mà thấy cái ông thầy tu lâu ngày không ngồi thiền cái khó chịu lắm. Nó tu gì mà không thấy nó lại Phật, nó tụng kinh, nó sám hối, ngồi thiền vậy đó. Như tu cái gì? Mình nó hành thiền một ngày 6 thời nó cũng chưa ăn thua gì, chưa si nhê gì. Rồi phải nhập định là 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày còn chưa có hết phiền não vô minh. Buông ra thấy thân thiệt lấy gì hết. Thấy có một chút căng thẳng là thiệt lấy gì hết. Không hết. Còn ngay tại đây bây giờ thực tế mà nhìn, ai có thể nắm đứng lại được một âm thanh? Ai có thể gìn giữ lại được một ý niệm? Ai có khả năng làm được này? Nếu ai mà giữ đứng lại được một ý niệm thì xem như mình bị dính mắc. Đúng không? Thì bây giờ nửa ý niệm giữ được không? Đừng nói một ý niệm, nửa ý niệm chúng ta giữ không được. Dính chỗ nào? Dính cái gì? Lấy cái gì? Dính cái gì? Đứng ở đâu để dính cái gì? Chúng ta đã bị, phải nói là bị cuốn trôi. Cái dòng sóng mãnh liệt này đang cuốn chúng ta đi tới. Và chúng ta do cái dòng sóng mãnh liệt này cuốn đi tới, cho nên mỗi phút chúng ta mỗi mới. Chúng ta không mới chúng ta cũng bị mới nữa. Phải nói như vậy, chúng ta bị mới luôn luôn rồi. Chưa có người nào ngồi đây là cũ hết á. Thì đừng bây giờ đi ngược chiều cái dòng sống của mình. Đừng bây giờ phá vỡ cái thực tại mới mẻ hiện tiền sống động mãnh liệt này của chính mình. Chúng ta đừng có làm cái chuyện nghịch ngợm đó, thôi là tự động chúng ta sẽ bình an hạnh phúc, chứ không cần thêm, không cần bởi cái gì. Thả lỏng cái tài lanh tài khôn của tâm thức ra đi, đừng có dùng xài nó tiếp tục nữa. Tại vì nó đã cản trở rất là nhiều cái chuyện hay đẹp của mình ngay tại đây. Nên đừng có xài cái cản trở đó nữa dùm thôi. Nó là một cái rào chắn, nó cản trở cái thực tại đang sống động nhiệm màu này của chính mình. Chúng ta đang hết sức là tuyệt vời, phải nói như vậy, đang hết sức là rỗng rang, đang hết sức là thanh tịnh ngay tại đây. Nên là những cái vị Phật đang thành Phật ngay tại cái cổ ta bà này, mà không chạy ra, không ngồi cái quả vị Phật mà xuống chúng sanh chơi hơi cực vậy thôi. Chứ còn nếu mà muốn trở về vị trí Phật là thôi, cái trò chơi chúng sanh liền xong chuyện. Đừng tiếp tục làm trò chúng sanh nữa thôi.
Nếu vậy là đó là Phật lâu rồi, đó là lời Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa chứ không phải tôi nói nha. Tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Trời ơi, hồi xưa tôi đọc cái câu này cái đầu tôi nhức chưa, không phải nói là chưa 6 tháng chưa phá vỡ được, tôi tức lắm. Giờ mình đang nghĩ tới cái chuyện mà người ta chửi mình còn khó chịu quá không? Cái chuyện mình muốn làm mà là không được, đủ thứ chuyện trên đời mình cảm giác là mình khó chịu trong lòng dễ sợ, mà Đức Phật nói mình đã thành Phật lâu lắm rồi. Nhưng mà thật sự sanh này khi mình hiểu ra rồi mình lại Phật, phải nói là ngàn kiếp chưa hết. Rõ ràng là tất cả mọi người đã thành Phật rồi. Rõ ràng tất cả những vị ngồi đây là những vị Phật. Xin trân trọng kính chào những vị Phật đang hiện hữu rồi. Phải nói như vậy. Chứ không phải là Phật tương lai nữa. Không phải là Phật tương lai nữa. Tại vì cái thấy, cái tri kiến Phật, tức là cái thấy biết Phật, cái thấy biết giác ngộ hiện tiền thanh tịnh nhiệm màu sáng suốt. Nếu có Đức Phật ngồi ngay tại đây thì Đức Phật cũng vẫn là người tự tại không vướng mắc, giống như mình đang tự tại không vướng mắc ngay tại đây. Chứ mình đâu có thêm gì hơn đâu. Đức Phật thành Phật cũng không thêm gì hơn ngay tại đây. Chính do Đức Phật không thêm không bớt mà Đức Phật thành Phật, còn mình quá nhiều cái thêm bớt cho nên mình làm chúng sanh. Mình thích chơi cái trò nhỏ nhỏ thì nó mình phân biệt để mình thương thương một chút, mình ghét một chút, mình buồn buồn một chút, mình giận giận một chút để mình thành chúng sanh. Chứ mình đừng có thích những cái trò này mà liền thành Phật. Không cần tu thêm đã là Phật rồi. Tức là nếu một ngày nào mình còn tu thêm là mình thành một ông Phật thừa, ông Phật dư. Nếu là ông Phật tròn đầy tròn đủ là đừng có làm thêm gì hết, là chúng ta trọn vẹn quả vị của mình. Tu là thừa, phải nói như vậy. Tu thêm cái gì cũng thừa, bỏ ra thì cũng thừa mà thêm vào nó cũng thừa. Chúng ta hiện hữu là Phật, phải nói như vậy. Không phải là chúng ta ngồi đây để xưng tôn, nhưng mà thực tế chúng ta là con người đã như vậy rồi. Nhưng mình không chấp nhận cái thực tại này, mình mới đuổi bắt, mới tìm cầu, mới chạy vại, mới lo lắng đủ điều. Cho nên là chúng ta mới bị say. Thì quanh trong vòng này làm kiểu này, cái mình thấy mình chưa có thỏa mãn, cái mình tìm cái khác mình làm. Chính cái không thỏa mãn của tâm thức mà làm cho chúng ta mệt nhọc. Chứ thực sự chúng ta đã tròn đủ, không thiếu thốn cái gì hết. Không ai ngồi đây thiếu cái gì hết. Không ai ngồi đây vướng cái gì, không ai ngồi đây mất cái gì hết. Nhưng mà buông ra tôi nghiệp nặng quá, bữa nào tôi kiếm thầy giải mới được. Tại không biết sao cuộc đời tôi nó bị chuyện này, bị chuyện kia, bị chuyện nó hoài. Thế là tôi nặng nghiệp lắm. Nghiệp mình nó nặng lắm. Nhưng mà nghiệp như thế nào? Hồi xưa trong một số bằng giảng khác, tôi rất thích cái đối thoại của Ngài Vô Nghiệp á. Chắc là chúng ta nghe rồi đúng không? Ngài Vô Nghiệp rất là tuyệt vời. Khi mà có một thiền khách đến hỏi, ông này chắc cũng nghiệp chướng ghê gớm lắm rồi. Chắc cũng khổ lắm rồi. Mang tới Ngài Vô Nghiệp mới hỏi, thưa Hòa Thượng, thế nào là nghiệp chướng? Ông nói tỉnh queo là bổn lai không. Đối với ổng, nghiệp chướng xưa nay là không. Với ổng không có nghiệp chướng. Cha này nghe khó hiểu, hỏi lại thưa Hòa Thượng, thế nào là nghiệp chướng bổn lai không? Thì ông nói là đó là nghiệp chướng. Dạ nha. Thằng cha này mới hỏi tiếp, thưa Hòa Thượng, thế nào là nghiệp chướng? Thì ông nói là bổn lai không. Đúng, khó chịu quá, ông hỏi thưa Hòa Thượng, thế nào là bổn lai không? Thì ông nói là nghiệp chướng. Muốn nói tỉnh lắm, cái mặt ông tỉnh hơn tôi nữa. Ông kia hỏi tới lần thứ tư nữa, thưa Hòa Thượng, thế nào là nghiệp chướng? Thưa Hòa Thượng nói là bổn lai không. Ông tức quá, ông nói, thưa Hòa Thượng, là con hỏi Hòa Thượng nghiêm túc, từ nãy giờ con đâu có giỡn đâu. Hòa Thượng trả lời kiểu đó nữa. Hòa Thượng nói là ta chưa bao giờ không giỡn, người ta rất là nghiêm túc từ nãy giờ. Nó tại sao Hòa Thượng nói vậy? Thì nó, ta thấy vậy, ta nói vậy chứ sao? Bây giờ đối với ta, nghiệp chướng xưa nay là không. Nhưng mà cái chỗ không nghiệp chướng đó, ngươi cấm cái mỏ cho ngươi hiểu, thành ra là thành nghiệp chướng. Cái chỗ bổn lai không mà mình hiểu thì thiền liền thành nghiệp chướng. Nó bổn lai không là nó lỗn lai không, tức là ngày xưa giờ nó không mà mình hiểu tức là thành có rồi. Nó thành có thì trở thành nghiệp chướng, chuyện rõ ràng rồi. Giống như từ xưa giờ mình vốn thanh tịnh rồi, bây giờ mình muốn cái gì? Tự nhiên cái mình thấy mình nghiệp nặng rồi. Tự nhiên cái mình thấy mình nghiệp dày. Tự nhiên cái mình thấy mình vô minh. Tự nhiên cái mình thấy mình là phiền não. Mình thấy mình đủ chuyện. Đủ chuyện đời. Chứ đâu giờ mình thấy mình thanh tịnh đâu. Bây giờ ngồi nói là đây, tôi mới tu mà tôi mới theo đạo Phật, tôi mới quy y Tam Bảo, tôi mới vô chùa. Thậm chí cái đây cũng có một số người chưa thầy quy y nữa mà nói mình thanh tịnh, mình giải thoát. Tin nổi không? Trời ơi, trong kinh Đức Phật nó tu ba đại tăng kỳ kiếp, bây giờ đây nói tôi thành Phật rồi.
Ông thầy này coi chừng nói bậy á. Chúng ta không chấp nhận cái thực tế này. Mà chính mình không chấp nhận cái thực tế, cái thực tại hiện tiền này, cho nên mình mới khổ đau. Vậy thôi. Đơn giản có một người tu là chúng ta thôi dứt đi, đừng có chạy loạn soạn nữa. Phải không? Đừng có tìm cầu thêm cái gì nữa. Chúng ta dừng hết cái sự mà tìm cầu của chính mình, để mình trở lại đây với chính mình ngay tại đây và bây giờ. Ngồi đây đừng có dư. Ngồi là ngồi, không có dư miếng nào hết đó. Ngồi một cách trọn vẹn ngay tại đây dùm đi. Là xong chuyện. Không còn một chút thời gian và không gian ngay tại đây. Tự mình phá vỡ được những cái khái niệm đó là tự mình sẽ thoát ra. Còn nếu không là chúng ta bị trói cột hoài. Rõ ràng Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy cội gốc của sinh tử là cái gì. Là từ đầu chúng ta có khái niệm Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, Thượng Phương Hạ Phương, tức là chúng ta có khái niệm của mười phương. Đồng thời chúng ta rớt vào cái khái niệm của thời gian và không gian. Rồi chúng ta rớt vào cái khái niệm của căn và trần, tức là khi mà chúng ta có sáu căn. Khi mà cái căn và trần chúng ta thấy có riêng rẽ thì chúng ta bị vướng lại. Còn thấy căn trần chúng ta nó không phải là một, cũng không phải là sáu, và thấy nó được viên thông, viên mãn thanh tịnh thì chúng ta tự thoát ra. Đó có rút là nơi căn trần. Thì đoạn sau có lẽ là Đức Phật sẽ giải thích thêm. Hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ngay tại đây. Và một điều nữa là chúng ta hết sức mong mỏi rằng quý vị nên hết sức là tỉnh ở chỗ này. Nên ngồi lại với chính mình ngay tại đây, ngay cái phút giây hiện tiền này. Chúng ta vốn là những người thanh tịnh và phải cảm nhận được cái sự thanh tịnh đang hiện hữu ngay tại đây của chính mình. Mình là cái người không phải có cái thân này, cũng không phải cái tâm này. Mình và ngoại cảnh không có cách ly. Mình đối với vũ trụ này, với không gian này được hòa quyện, không phải là một mà không phải là hai. Hai không được mà một cũng không xong. Chúng ta chưa từng lìa cái trái cây này, đúng không? Chúng ta chưa từng lìa cái bông này, chưa từng lìa cái vàng này, và vạn vật vũ trụ này đối với chúng ta không có lìa. Đối với hư không này với mình không có cách, không có một cái khoảng ráp nào hết. Nếu là hai thì cái chỗ ráp lại nó sẽ có cái khe đó, có cái mối nối đó, nhưng chúng ta tìm không ra. Khi mà chúng ta tìm ra thì biết rằng mình và vũ trụ này nó không phải là hai rồi. Và lúc nào, thời khắc nào nếu mà chúng ta thấy được điều này thì lúc đó, thời khắc đó chúng ta bùng vỡ. Chúng ta sẽ sống cái chỗ thanh tịnh nhiệm màu của chính mình, không thông qua khái niệm hiểu biết, không cần. Không cần bất kỳ kiến thức nào. Nếu một lần chúng ta chấp nhận trong đời sống này của chính mình, rũ sạch tất cả những cái hiểu biết của kiến thức đi, thì chúng ta liền hiện hữu với thật, chính thật mình. Còn mình còn chấp nhận cái kiến thức này, còn chấp nhận cái hiểu biết kia, còn chấp nhận cái khái niệm nọ, cái định nghĩa kia, vân vân, tất cả những cái mà chúng ta có thể thấy, có thể hiểu được, có thể học được, có thể biết được, thì những cái đó là những cái rào chắn đối với thực tại. Nó thật sự là rào chắn. Mong rằng chúng ta thấy thật. Bây giờ từ ngay cái chỗ thấy của mình đối với hình sắc, mình thấy thật, mình và hình sắc không phải là hai. Mình đang hiện hữu ở nơi hình sắc, và hình sắc đang hiện hữu ở ngay tại đây. Do mình ở khắp nơi, cho nên tất cả những cái đang hiện ở trong mình đang rõ biết. Từ hình sắc cho tới âm thanh, cho tới mùi vị, cho tới sự xúc chạm vân vân, tất cả mọi cái đều hiện trong cái rõ biết của chính mình. Cái rõ biết đó luôn luôn rõ biết, không bao giờ bị mờ. Mờ chút cũng không được, nó đừng nói là bị ngăn ngại, không có. Mờ tí xíu cũng không được, cái rõ biết nó không có cách nào ai có thể làm cho nó mờ. Mà tăng thêm cũng không được cái rõ biết đó, mà làm giảm thêm rõ biết nó cũng không được, nên lục căn. Đó thì như vậy là cái đó nó luôn luôn hiện hữu. Và cái hiện hữu đó luôn luôn thanh tịnh, nhiệm màu, sáng suốt, không hề bị thay đổi với thời gian và không gian. Đó là cái mà Đức Phật muốn nói trong cái đoạn này. Thì mong rằng tất cả chúng ta ngồi ngay tại đây khéo mà cảm nhận cái thực tại của chính mình, để đời sống còn lại chúng ta luôn luôn ở trong cái chỗ thực tại mới mẻ. Quý vị vốn đã thực tại rồi, mà do khái niệm để làm mình mất thực tại. Chúng ta có một chút khái niệm thời gian, có một chút khái niệm không gian làm cho mình mất đi. Bây giờ thôi xài những cái đó,
đừng có xài tiếp, cái đồ giả nữa. Phải nói như vậy, ba đồ giả bỏ xuống hết, để chúng ta hiện hữu không thật không giả ở ngay tại đây nè. Không phải bỏ đồ giả để xài đồ thật. Nhưng mà cái chỗ này nó không có thật không có giả, nó không còn có chút khái niệm nào hết ngay tại đây. Chúng ta khái niệm là sai rồi, chúng ta có một cái nhận định cũng là lệch rồi. Bây giờ thôi dứt đi những cái khái niệm, những cái nhận định đó, để chúng ta mất đi những cái khái niệm, những nhận định, những cái định lý, định nghĩa gì hết đi. Thì ngay tại đây chúng ta đang hiện hữu rõ ràng thường tại, thường tri, thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm màu. Thì mưa qua mười phương sẽ rải xuống đây để cúng dường các vị Phật đang ngồi liền. Thì mong rằng tất cả các vị Phật sẽ ngồi đúng vị trí Phật của mình, đừng có ngồi dư nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy chúng ta chấp tay hồi hướng nghỉ. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề. Đạo trong